xa bè bạn tình đời trái ngang. Bao đớn đau cõi lòng người ơi hay chăng? Về đâu đời lênh đênh màn đêm dần buông lơi cô đơn hiu quạnh khi gió lạnh về. Bao ước mơ hy vọng cuộc đời trắng trong nay nát tan tuổi mộng bụi trần long đong. Tình yêu giờ xa xôi buồn thương lệ tuôn rơi, tiếc thay đời người con gái mãi xa vời. Trình, cho anh xin lỗi. Xin lỗi em mà. Anh thật bậy. Không hiểu tại sao anh bỗng nhiên khốn nạn tồi tệ như là một thằng lưu manh xó chợ đầu đường vậy đó. Trời ơi anh xấu hổ quá. Anh không dám nhìn mặt em nữa. Anh muốn chết đi cho rồi. Anh muốn chết cho rồi. Bộ người ta không biết xấu hổ sao? Người ta cũng muốn chết đây nè. Tại anh tất cả mà. Anh phá hoại cuộc đời của em. Em ơi, anh thề trọn đời không quên tình thương trong nỗi ân hận này. Giọt lệ này hôm nay dành cho ai hứa hẹn cuộc đời. Trinh ơi, anh muốn chết đi để cho em quên tất cả, quên những xót xa, quên những gì đêm qua mình lầm lỡ. Như đã thương em từ muôn kiếp trước, không kiếm được tình yêu trong đêm tôi mơ màng. Bất chợt thương em anh không được lòng mình, anh đã hóa ra con người vô dấu, đã dây bùng lên tiếc ngọc đời em. Sự sự ngông cuồng như là một kẻ bất lương, anh chẳng phải là anh khi linh hồn đã đánh mất. Anh muốn chết đi để lương tâm mình thanh thản, phá hoại đời em chẳng phải là người. Cái đó là anh nói chứ em không có nói à nha. Em không giận, em không oán anh sao? Không biết đâu. Em có tha thứ cho anh không? Không biết đâu. Cứ không biết hoài hả? Thôi được rồi, nếu em không tha thứ anh chết cho em vừa lòng. Anh đi chết nè. Trời ơi anh ơi, anh chết rồi em sống với ai đây? Thôi mà, em đừng có khóc nữa Trinh à. Em khóc anh bứt rứt biết chừng nào. Chuyện đã dĩ lỡ rồi, nếu em không oán ghét anh xin được cưới em. Cưới em? Ờ. Anh anh nói thiệt không đó? Anh nói thật mà. Em không tin anh thề cho em tin nè. Anh bộ anh không có chê em sao? Chê hả? Em đẹp vậy ai có thể chê em được? Em là đứa con gái dễ dãi, mắt nó thường thường mà. Em cứ nói vậy hoài hả? Chỉ tại anh thôi, anh phải cưới em để chuộc tội. Anh sẽ làm tên đầy tớ, lo lắng cho em tới già tới chết. Anh ăn nói sao mà ngược ngạo vậy? Vợ lại phải lo lắng cho chồng. Nhưng mà vì anh có lỗi với em. Thôi không có lỗi phải gì với ai hết á. Em cũng có lỗi vậy, miễn là anh đừng có khinh rẻ em, đừng có ruồng rẫy em,
em nguyện sẽ là một người vợ chung thủy ngoan hiền. Trời ơi, cái miệng nói sao mà dễ thương quá trời quá đất à. Em dễ thương quá trời đi. Vậy mà hồi hôm biểu anh không... Ý, ý, ý. Đừng có nhắc cái chuyện hồi hôm nữa. Mắc cỡ thấy mồ à. Thì được rồi, anh không nhắc nữa. Nè, mình bàn chuyện đám cưới chắc vui hơn. Anh tính vậy nè. Coi kìa, bàn chuyện đám cưới mà sao em ủ rũ thẫn thờ vậy? Em không muốn hai đứa mình làm đám cưới với nhau hay sao? Cưới sao được mà cưới? Sao không được? Người ta đám cưới là phải có mẹ, có cha nè. Mà em thì lại cúi cúp không cửa không nhà, tư cú du thân. Mẹ đã qua đời khi em mới lên năm. Tội nghiệp em quá. Cha thì vừa mất nhà thiếu trước một sau vì ghé hành hà khó khăn. Em phải bỏ ra đi lên Sài Gòn để tìm việc ở mướn cho một gia đình giàu, nhưng xui rủi cứ phụ đầu. Họ đối xử thế nào làm khổ thân em, phải lang thang dơ vớt nửa đêm. Bởi ông chủ dâm buôn mặt dạng mày dài, em lẫn tránh lòng cứ đeo hoài. Tối hôm đó còn ném vô buồn em để sanh giận, bà bắt gặp bà đuổi em đi. Em thấy chưa, nghèo cũng là một cái tội. Từ nay có anh sẽ không để cho em nghèo nữa. Bộ anh giàu lắm hả? Không giàu lắm đâu, nhưng cũng đủ cho em có cơm ngon áo đẹp nè. Không phải đi làm thuê làm mướn, không phải bị người ta hiếp đáp khinh thường. Trời ơi, làm gì hoài dữ vậy ta? Có gì đâu mà hoài, anh có chân trong một hợp tác xã mua bán. Vậy hả? Vậy cho em đi bán đi nha. Em muốn bán à? Em bán giỏi lắm á. Họ dưới cái bè đó, buổi sáng thì em bán chuối chiên, bữa nào cũng hết trơn á. Còn buổi tối thì em bán hộp thịt lộn, tối bên nào em cũng giao trơn á. Đâu sao? Ai hộp thịt lộn không? Trời đất ơi, cái miệng rau bán hộp thịt lộn thấy ghét vậy hả? Ai hộp thịt lộn không? Nhưng mà nếu em đi bán rồi á, ai làm vợ của anh? Bộ anh tính cưới em thiệt sao? Thì nhất định rồi, anh phải cưới em. Anh cũng bồ côi tự lập, không thân thích họ hàng. Đám cưới mình chỉ cần phường khóm chứng nhận, rồi mời lối xóm bạn bè tới ăn một bữa tiệc rình rang là hoàn toàn hợp pháp. Ừ ha, tưởng đâu khó, ai về anh tính sao nghe nó gọn ơ hả? Được rồi, em có con nhỏ bạn hình như nó làm thợ may chợ Thái Bình á. Bữa đó em sẽ nhờ nó làm... Làm cái gì? Làm phụ dâu. Hôm đó em tính đi tìm nó thì gặp anh đó. Trời ơi, vợ của anh ngây thơ quá chừng đi. Nửa đêm nửa hôm đi tìm người thì một là gặp ma, hai là gặp du côn lưu manh du đảng. Còn chợ Thái Bình có tới cả trăm tiệm may lớn nhỏ, trong hẻm có, ngoài đường có, thì tìm đâu ra. Ừ ha, sao em ngu dữ vậy? Nếu không hên gặp anh, chắc bữa nay là em đã tiêu đời rồi. Ở Sài Gòn mà em tính như là ở cái bè thì là chết đó. Thôi, đã tới giờ đi làm rồi, em ở nhà coi nhà nha. Bữa nay anh tranh thủ về sớm. Ê, gì vậy? Bộ không ăn sáng ăn trưa gì hả? Đã trễ rồi, ăn sáng không kịp nữa đâu. Anh ra trụ sở uống 7 ly cà phê sữa với miếng bánh mì là xong. Em có đói ra ngã tư người ta bán đủ thứ hết á. Hủ tiếu nè, bún nước lèo, xôi, bánh cuốn, chả lụa, không thiếu món nào hết. Trưa về anh dắt em xuống chợ lớn ăn cơm tàu ha? Thôi thôi, không có biết ăn cơm tàu đâu. Bữa nay em đã bắt đầu làm vợ, em sẽ đi chợ, em nấu cơm. Đi chợ nấu cơm? Em cho anh biết nha, em làm cái món cá kèo kho tộ, rau muống chấm ăn hết sảy luôn. Trời đất ơi, cá kèo kho tộ mà rau muống chấm nữa, đúng cái món anh khoái rồi. Nhưng mà, nè, thôi bây giờ em lấy tiền đi chợ nha. Có, em có tiền nè, ngày mai tới phiên anh. Đúng là gặp nai tơ rồi. Nè, nghe tôi dặn nha. Gì đó? Tôi đi chợ là phải đóng cửa ở nhà. Đi chợ về mà không thấy cái mặt của anh là... Là sao? Là có chuyện lớn à. Trời đất ơi, cái mặt ghen thấy ghét quá à. Tao đây biểu chút coi. Gì nữa đây? Tao đây đi, trời ơi, đứng xa quá vậy?
Rồi nè, đến đây cho cưng miếng coi. Trời ơi, đầu quỷ chứ. Ấy à, cái này là cho gọi là giết vui à, xem chừng á. Chúng mày nhắm cái gì đó? Có tôi á. Nó tới rồi kìa. Ô, cái này là tay có. Đây là mời lên giúp con. Ngồi đây uống gì? Chào chú Sôi, chào chú Út. Chào anh hai là chọn lấy tôi đó. Nè, uống gì kêu đi nha. Làm cái gì đó? Biết không? Cho tôi lon bia đi. Được rồi. Cho bạn lon bia ba la. À, còn tôi á, ly cà phê đá. Nè, nghe đồn bạn vừa tóm được con nai tơ, mình đưa chú Sôi tới con mắt đó. Nè, ai đồn lẹ vậy? Tôi thằng Lục phải không? Bí mật nghề nghiệp đừng hỏi. Anh hai, đây nghe là chịu lấy con giỏi này nó đẹp tấm với ông này bao nhiêu là nó trả đó. Khoan đã, làm cái gì mà gấp vậy? Con nhỏ này nó khó lắm đó, từ từ rồi tính nha. Bây giờ từ từ cái gì là gọi là xúc dục quá trời đó. Bao nhiêu anh hai tính ngập ngộ chồng ngay. Chắc dạ, một cây. Phần tôi lấy hai khâu mà thôi, cho đúng điệu công sư tầm giới thiệu. Thì ra cũng rõ là anh hai ăn rồi chứ, tin cái gì quá trời. Gái cỡ đó nếu còn xin giá chót cũng 10 cây. Nè chú Sôi cần không? Tôi đi tìm dùm cho. Ngộ cần thiệt là mấy người lừng có bóp chẹp chứ. Có lẽ là 10 liễn vàng nó bằng cái nhà lầu ở Ôn Miệt này rồi. Nè chú Sôi, nhà lầu của chú Sôi cất được, cái con nhỏ này đẹp như ngọc như ngà, về kiếm đỏ mắt không có ra đâu. Đúng rồi, công nhận nó đẹp quá trời đó. Nhưng mà con ngay là mặc áo bà ba là có chịu lắm đó. Con ngay mặc áo bà ba đó, nó không có biết xài tiền. Con ngay mà mặc áo lít cô đó, nó xài tiền quá trời là chích trao màu tổ ngộ vậy đó. Vậy thì móc bóp lẻ lên đi, 1 cây 2 rẻ rề. Có lì tiếng bớt cho ngồi chút có liệu không? Bớt cái gì bớt vậy là quá rẻ rồi. Bớt một chút ly trời ơi, ngồi không phải con ngà mà mấy người cắt cổ ngộ hoài chứ. Đúng không? Là tài có không dê. Mấy cái môi lại áp hiện lắm, mấy cái môi xì ke đó. Chỗ nào ngon mà cũng cho anh hai kiếm ăn hết lắm mà. Nhỏ nhỏ chút xíu được không? Nhưng mà Sôi cũng phải tính tiền qua hồng. Tiền xe pháo sức ư là sòng phẳng chứ. Phải chứ. Cái này người có công là người có trao chứ đúng không? Đúng rồi. Cháu của chú Sôi chắc là cháu bầu ngư quá à. Chứ chú Sôi đâu có thèm cháu trắng phải không chú Sôi? Phải đó, đúng rồi. Này cháu bầu ngư là ăn nó mới bổ, thì cháu trắng là ăn nó lặn cái bụng thi mẹ luôn. Đúng rồi. Con nhỏ này còn hơn cháu bầu ngư nữa. À Sôi chê mắt hả? Tôi đem gã chú khác, đừng có buồn nghe. Nè, tôi nói cho chú biết nha, tôi thiếu gì mối sộp. Chú mà trùm sò quá ha, chịu khó đi kiếm cháu trắng mà ăn đi. Ây da, cái này chị, anh hai này lông tinh quá, chị Út này cũng lông tinh quá, để bình tĩnh một chút liền không? Trời ơi, có cái gì đâu mà lông tinh quá chứ. Rồi, cái này được rồi ha. À Sôi chịu cho rồi đó. Bây giờ ngọ lưa hai chị trước là lạc cọc ha. Rồi chừng nào giao con nhỏ đó về đó, còn một cây cái ngọ chung luôn ha. Được, trưa nay tới giao hàng. Nhưng mà có điều, con nhỏ này nó mới nhập băng còn nhát đèn lắm. Chú Sôi phải làm theo kế hoạch tôi sắp xếp mới được. Ây da, lão lôi rồi đó, A Sôi chịu chơi rồi mà. Nó bay lên trời đó, nó chui xuống dưới đất á, nó lắp cái biển đó, nó lục cái núi rồi, A Sôi cũng chịu chơi luôn, không có ngang đó. Nghe đi. Ây da, không liệu. Trời ơi, cái này bắt bỏ hát tuần rồi đó. Mà cái này á, bắt bỏ hát tuần là phải trả tiền cho ngộ, chứ tại làm sao mà tôi muốn ăn là phải đáng chịu cực chứ cần nhằn hoài à. Thôi, đi kiếm phở hủ tiếu gì ăn lót dạ đi rồi tính tiếp. Rồi đúng rồi, một lát mình trở lại tính ha. Rồi, đi, quay tiếp á, tài có. Anh hai mẹ ơi. Anh hai mẹ ơi. Tới cử rồi ông chi thuốc. Làm sao thấy đường canh công an. Anh hai ơi, có nhà không anh hai? Anh hai ơi, chi thuốc đi anh hai ơi. Cửa sao không có ai trơn trọi gì cả. Mẹ nó đang giả kiểu này chơi luôn. Ê, bố người ta ăn trộm bố người ta ăn trộm. Dạ chị ơi, chị là Mỡ Lâm Phước, chị đừng la lên tội nghiệp em. Em lại chị ơi. Nếu bố tôi không có lạ thì đứng yên đó. Dạ em đứng yên rồi. Đồ em lỡ em chôm của chị, em trả đủ cho chị nè. Em đưa luôn cái quần muslin em mới chôm nè, em trả cho chị nè. Mặc quần vô đi ông nội. Dạ em mặc quần áo đàng hoàng, em đâu phải người tiền sử. Ai mà thèm lấy đồ ăn trộm. Mặt mày coi cũng bảnh trai, sức dốc lại ngon lành, vậy mà đi ăn trộm hả?
Chị không biết chứ thời buổi này ăn trộm tràn lan, lớn trộm kiểu lớn, nhỏ ăn trộm kiểu nhỏ. Vậy chứ tôi có ăn trộm đâu, anh đừng có lẻo lựa nha. Chuyện ăn trộm chị sống nhà ăn trộm, chị xài tiền trộm sao chị biết. Anh đừng có nói bậy, nhà người ta làm ăn đàng hoàng, anh mà nói bậy hả, tôi giải đi lên công an. Đi dạ, theo dạ, tôi dạ, đi. Dạ thôi chị, thôi chị, đồ tôi lỡ tôi chôn của chị tôi trả đủ rồi. Chị có lời được có quần muslin, chị cho em về ở đây làm chi. Ăn trộm mà đòi về ngang xương vậy hả? Dạ đâu có, em với anh hai mẹ quen thân nhau lắm, ghé thăm ảnh, thấy nhà cửa đồ đạc anh để bề bộn, em gom cho gọn em đem về nhà em cất giùm. Cất giùm đồ nhà người ta, trong lúc ở nhà không có ai, tức là ăn trộm chứ còn gì nữa. Thôi mà chị biết là chị khui tẩy em ra làm chi, tại giả quá mới làm, có ai làm xấu hổ vậy. Giả? Giả là cái gì? Dạ, tới cử cần thuốc. Tới cử cần thuốc? Dạ. Hình như anh bị sốt rét phải không? Gì? Còn hai viên aspirin nè. Thôi đi mẹ. Trời ơi, nổi cái bệnh này là tự giận rồi. Mẹ chùi con sốt rét, mẹ chôn con hả? Thuốc kia kìa, thuốc bà bỏ vô uống phê. Ê, xì kia hả? Dạ. Rồi, không có xong rồi. Ở chỗ nào người ta cũng bàn tán, tôi nghe rằng mấy anh nghiện xì ke thăm địa gồm ghê nguy hiểm vô cùng. Tha hay bắt là thuốc viên của công an. Dạ. Đâu dám hả nha. Chị thương giùm em đi, đang mệt cơn giá nó hoành hành, nếu bị công an vô cũng chắc đi đời như chơi không sống nổi đâu chị ơi. Nguyện đi để khổ thân như thế, người ngốc khó coi cứ ngáp ngược ngáp xuôi. Tuy mới lần đầu gặp chị đây thôi, nhưng nghe tấm lòng nhân hậu bấy bùi, em nhìn thấy chị. Thôi, anh đừng có vuốt ngọt, không có chuộc được lòng của tôi. Cái con nhỏ này nhân hậu nhưng mà không có khờ khạo đâu à nha. Ai dám nói chị khờ khạo, nhưng nhìn mặt chị hiểm lẽ chị ăn ở ác với tôi. Bây giờ cái tội ăn trộm phải xử cách nào đây? Trời đất ơi, con mẹ này đâu rồi trời? Tự nhiên không mẹ xài xẻ mình à. Mà tôi nói thẳng chị, tôi lấy đồ hai mẹ tôi đâu có lấy chị đâu. Tôi đâu có lấy đồ chị đâu mà tự nhiên chị làm khó làm dễ tôi. Nhưng mà tôi là vợ hai mẹ. Dễ? Đừng nói giỡn nghe mẹ. Nói đúng hơn là vợ sắp cưới. Nè, tôi nói cho anh nghe nha. Giờ đây tụi tôi sẽ cho nè dân rạp đãi tiệc ở đây nè. Bữa đó tôi sẽ mặc cái si rê màu trắng. Tôi mang tơ guốc màu trắng. Tôi đội cái nón màu trắng. Tôi đề nghị năm nay đội nón xưa rồi, chị mua khăn đỏ chị trùm lên chị ngồi chị lắc á. Thôi đi, nếu anh là bạn tốt của tôi, anh bỏ cái tật chích xì ke đi. Tôi sẽ mời anh một cái thiệp mời. Thiệp mời màu hồng. Thiệp mời làm gì? Đám cưới. Đám cưới ai? Hai mẹo. Đám cưới chị với cha hai mẹo. Ừ. Mời tôi đi đám cưới. Ừ. Thiệt không? Thiệt. Vậy hả? Tha cho con đi bà cố. Làm ơn làm phước bà cố cho con sống vài năm nữa con chích cho đã. Ảo tưởng nằm chim bao không. Tôi nói không làm vợ cha hai mẹo được mà mẹ này ngu quá. Anh ấy ơi, bộ tôi không xứng đáng làm vợ hai mẹo hả? Không phải là không xứng đáng, nhưng mà tôi nhìn chị từ nãy giờ đó, con mẹ này cũng giữ trời lắm, có vừa gì đâu. Mới gặp mặt mình là con mẹ đá búa xua liền. Xin lỗi nha, nhìn cái tướng chị đó không làm chắc ở nhà quê mới lên Sài Gòn phải không? Lên lâu rồi. Lên được bao lâu? Tháng nay. Quen chị hai hồi nào? Không, bà nói thiệt đi, bà quen cha hai hồi nào? Tôi kể cái tiểu sử thằng cha hai cho bà nghe mà bà... Gì vậy mẹ? Năm nay Sài Gòn ta nhảy discotheque rồi bà đứng đó bà xì lô sợp hoài à. Quen cha hai hồi nào? Tôi quen với anh hai mẹo được mấy bữa. Trời Phật thánh thần ơi, mới quen có mấy bữa mà mẹ đòi làm đám cưới. Đúng là tiếng sét ái tình của mấy mẹ nhà quê. Bà biết cha hai mẹo làm nghề gì không đòi làm đám cưới cha vậy? Anh buôn bán hợp tác xã. Thằng cha hai mẹ này bán hợp tác xã, không có bán rau quả nha, bán toàn là thịt, thịt tươi không. Đúng rồi, anh bán thịt nha, thịt heo nè, thịt bò, thịt gà, thịt nai. Thôi đi mẹ ơi, không có thịt heo, thịt bò, thịt gà, thịt heo rừng gì hết á. Tôi cho bà biết,
thằng cha hai mẹo này chuyên môn là bán thịt. Người không thôi đủ màu và đủ kiểu. Anh đang nói những gì mà tôi nghe là kỳ khó hiểu. Không hiểu bà ráng bà hiểu chứ. Bán thịt người không đủ ăn, thằng chả cậu luôn cái nghề chích choát, giúp đỡ cho mấy cái thằng ghiền tìm những phút giây siêu tuyệt. Tất kia tôi đối tốt với anh phải nói chuyện cho đàng hoàng. Thì đó, tại vì cái chỗ đó tôi thấy chị tốt và đàng hoàng, tôi mới thật lòng nói cho chị nghe. Mẹ ơi, cha hai mẹ ông chả luôn manh đó mẹ ơi. Anh đánh đi, tôi cầm anh. Anh nói đặng điều, nói bướng nói liều, biều xấu chồng tôi. Không nghe không thèm nói nữa. Không thèm nói cho mẹ này nghe nữa. Anh mà dám nói một tiếng nữa hả, tôi đi dẫn công an về đây. Tôi đi đây nè. Cái gì vậy bà ngoại? Trời ơi, nói cho bà ngoại nghe, bà ngoại không nghe thôi. Động động kêu công an, nhát người ta hoài. Ôi, đang giả đang mệt nói chuyện mấy mẹ này, hồi tắt thở chết mẹ nó bây giờ. Còn miếng nhựa cháy sướng hơn. Từ bữa lên Sài Gòn giờ mới gặp cái anh cha này, chắc chả không có được bình thường. Chả không bình thường đỡ đó. Mai mốt bà kiếm mấy anh cha bình thường rồi bà biết. Ê, anh ăn gì vậy? Thuốc. Thuốc đó. Xì ke hả? Hỏi gì vậy? Có ngon không? Đắng thấy mẹ như ngon. Đắng tại sao anh ăn? Biết đừng nói. Tại vì trong cái đắng nó có cái ngọt ngào. Xin lỗi à. Hơn ly rượu, hơn tách cà phê, nó làm cho con người lân lân bay bổng như tiên. Mẹ ơi, con cãi với mẹ nãy giờ, con tưởng con đứng tim con chết rồi mẹ. Nhờ có nó đó. Phê là nha. Phê rồi nha, lên tới mây xanh rồi nha. Báo cho biết nè, bay lên nè. Đó, mặt đối mặt cho Tài Thiên Đại Thánh nè. Bắt tay Tài Thiên Đại Thánh nè. Chào cho bắt giới một cái nè. Vậy hả, anh cho tôi liếm miếng thử coi. Trời mẹ, bu ra. Nhà quê dạng vậy. Miệng nói tay bóc quần ta có tiền là đâu nha. Cha, bà nghe phê bà khoái vậy hả? Mẹ ơi, nó là ma là quỷ, là quỷ là ma đó mẹ ơi. Đừng có khoái nó mẹ ơi. Anh mới vừa nói nó tuyệt vời mà. Nó tuyệt vời chứ làm sao. Nhưng mà nó cũng giết người nha. Tôi cho bà biết. Nó giết người bằng những cảm giác đê mê ngọt ngào mà tàn khốc. Giết bằng những ngôi mắt vuốt ve của móng nhọn sắc hung tàn. Sao cơn sảng khoái qua đi là nỗi mê mỏi bàng hoàng. Mình như từ mây xanh rơi vào vực tôi, bừng mắt nhìn chỉ thấy một màu đen. Cơ thể bời rời thần trí rối ren, mình tự thấy mình đã lấm lem nhơ nhuốc như con chó ghẻ lang thang bên vỉa hè đơn độc, chui mũi vờn quanh những bãi rác ven đường. Thì anh cứ bỏ phớt nó đi, thì nó kinh tởm quá chừng à, có cái gì đâu mà anh theo đuổi nó chứ. Ai mà muốn bỏ nó, xin lỗi, bỏ vợ bỏ con bỏ cha bỏ mẹ bỏ cái cục, bỏ nó có lắm. Chỉ biết tại sao mà khó bỏ nó. Tại vì nó giống như con đĩa đói lâu năm, chợt tìm ra vết máu, vội bâu chặt miếng mồi ngon, rồi ngẫu nhiên bước không rời. Dai dẳng như keo nó bám dính cuộc đời, nó gặm một lần hồi từng tớ thịt đốt xương, rồi cho tới tâm tư trí nào. Biết vậy mà chẳng cứ lún sâu vào cái vũng bùn tàn bạo, dùng chỉ mỏi mòn cố thoát cố bỏ nhưng vẫn hoài công. Cô lắm lúc tôi muốn tìm lại cuộc sống trắng trong, nhưng chạy lanh quanh rồi cũng trở về con đường cũ.
trung không xong quên không nổi, như gã si tình trăn trở nhớ người yêu. Nói vậy anh cũng có người yêu hả? Trời xin lỗi, hội thoại học sinh hả? Tôi quen với con gơ đó hả? Ê ê, gơ là gì vậy? Gơ là con gái. Trời ơi, con gái thì nó đại con gái đi, còn nói gơ làm chi vậy? Trời ơi, Sài Gòn người ta nói tiếng lóng là vậy đó. Gơ là con gái. Hồi thời học sinh hả? Tôi quen con gơ hả? Tóc xì ton. Ê, anh Lễ ơi, đẹp cỡ này không? Dạ không dám đâu, tôi nhìn bà tôi bệnh lắm. Tóc người ta xì ton, còn tóc bà thuộc về hồn ma báo quán hay là gì? Trời ơi, con gơ tôi á, ngoài đầu tóc xì ton đó hả, chân mài lá liễu, mũi dọc dừa, đẹp nha, môi trái tim, trời ơi, càm trái xoan, bò má trái cà, lỗ mũi trái mận. Trời ơi, ba chi lắm. Từ ngày tôi chơi cái thứ này vô, nó thấy tôi giật mấy lần, nó sợ quá nó xù. Nó xù tôi xù nó. Mà mình xù nó mình lỗ nha. Hôm bữa nó giật tôi quá trời quá đất, không có tiền mua viên thuốc y mê nữa. Tôi ghé ở trường, nó học ở Bùi Thị Xuân á. Đoạn trường tôi chờ từ 9 giờ tới 11 giờ rưỡi. Nó vừa bước ra khỏi trường, tôi mừng thấy ông bà ông giải tôi kêu: "Xin! Xin!" Nó đi luôn. Mẹ này nhà quê mà thông minh ghê. Mình nói tiếng trước tiếng sau mẹ biết liền. Biết tại sao đi luôn không? Hồi xưa mình bá cháy, bây giờ nó thấy mình xe lè xe lét, nó gặp nó sợ nó xù. Trời, đầu năm đầu tháng tôi gặp mẹ này tôi cười, tới cuối năm tôi thành khỉ. Cái cha này kể chuyện tình yêu làm bộ móc vô tai của mình. Thôi đi ông nội. Xin lỗi mẹ. Mẹ mà gặp tôi có thời học sinh hả, mẹ địa tôi mà té cái đùng trắng như bông bưởi. Từ ngày chơi ba cái thuốc này tự nhiên rồi cái nó xanh nó mét rồi nó nâu đã nó vàng. Thí con người tôi giống như miếng cam thạch lên màu rồi đó mẹ. Phải rồi, hồi đó tôi không biết sao, hồi nãy giờ gặp anh tự nhiên tôi cảm thấy tôi rụng rời. Ây da, có lì chịu cái lẹ lẹ một chút coi, con lì chậm như con dù hè vậy đó. Nó không có trả tiền thì mình xiết nhà nó rồi đưa nó ra công an chứ có gì đâu. Anh đưa em đi gì? Về quê hương yêu quấu. Ghê vậy? Anh đưa em đi gì? Về quê hương tuyệt vời. Trời ơi, cô ơi, làm ơn cô đuổi nó ra giùm đi. Trời ơi, lát cho tôi chết quá. Ê, đi về đi. Vậy. Trời ơi, đang phê đã quá, cho ngồi chút mà thuốc mới ngắm. Thôi nè, tiện nè, đi chích xì ke đi. Cho ngồi chút đi mà. Không có được, công an đó. Đâu. Tự nhiên bà cho tiền tôi. Đã quá. Bữa nào tôi ghé tôi thăm bà nha. Có tiền đã quá. Tiền là tiền như không mà có, tiền là tiền có cũng như không. Tiền là tiền như không mà có, tiền là tiền có cũng như không. Trời Phật thánh thần ơi, tôi nay giống Lê Tuấn vậy trời. Thôi, đó làm ơn đi, dùng đi cha. Ca hát hoài mệt quá. Nè, còn ông nữa, nói gì nói gọn gọn đi rồi theo tôi lên công an nè. Lung rồi chứ, cái này ngắn gọn liên ngọn lông vụt quá trời rồi đó. Anh hai à, chuyện gì vậy anh hai? Đòi nợ, không có tiền trả nợ em mà. Ngộ xiết căng già lì trước rồi ra tòa lấy chuyện sao lê ha. Có thật vậy không anh hai? Nguyên một tàu chở gạo cho hợp tác xã chìm rồi, vốn liếng hết sạch, con nợ ghê anh em mà. Hay à, sao rồi ngồi đó không giao nhà cho ngọ lê chứ. Giao nhà lẹ lên đi, rồi theo tôi lên công an liền nè. Phải tiền tiền bạc đừng có ở bờ nha. Anh hai à, người ta xiết nhà, người ta bắt anh hả anh hai? Trình, chuyện làm ăn thất bát là thường, anh rất tiếc là không lo được cho em. Thì anh xin người ta thủng thẳng cho mình xoay sở, mình kiếm tiền trả nợ. Ây da, xây chỗ nào chê, anh hai của lị chứng này liệt bông rồi. 15 lửa mấy chục lăm lưỡi cũng không có góc đầu dạy lỗi chứ. Ông à, anh hai tôi biết buôn bán làm ăn, tôi có thể đi ở đợ để kiếm tiền trả cho ông với bà. Gì, trả nợ á? Trời ơi, nghe nói mắc cười quá à. Nợ cả chục triệu đồng à, có ở mướn ở đợi chừng nào mới trả hết được. Nè, anh hai của cô thì cản láng hết rồi, lấy gì đâu đi buôn. Dạ, ông với bà thương giùm, tôi sẽ... Thôi Trinh, năn nỉ cũng chẳng ít gì đâu. Em ở nhẫn đợi anh ra tòa làm giấy nhận nợ. Hy vọng tòa sẽ khoan hồng cho anh về làm ăn kiếm tiền trả cho người ta. À, như vậy là em... phải xa anh sao anh hai? Phải xa chê, cái này ý thù làm sao ý chung liệt đúng không? Cô hai có muốn ở chung người ta cũng không cho cô hai ở chung chứ. Anh hai, can đảm lên Trinh, đừng khóc. Anh đã lo liệu cho em chu tất cả rồi.
căn nhà này từ hôm nay tạm thời về tay chú Sồi làm chủ. Nhưng anh đã có thương lượng với chú ấy cho em được ở nhờ trong thời gian chờ đợi. Đúng rồi, chẳng những là A Sồi cho có hai ở chung căn nhà của ngộ, mà A Sồi còn bao luôn cơm liếng ba bữa một ngày, tiền xài ngõ lưu chiếc lâm bấy trăm ngàn, áo cùng với tình so xít siêu siêu may lung cái mô lên. Ông chớ đâu đạt là phúc hậu, tôi đâu dám đời hơn, xin ông bà chớ bận tâm. Xong chưa gặp thuốc giải quyết rút cho rồi, chồng con biết lúc tôi không có thì giờ. Bây giờ đây nè, xin mời anh hai nè, dứt dùng cái chuyện chia tay đi, rồi đi theo tôi ngay. Trinh ơi em ở lại đáng giữ gìn chờ đợi, anh tin chắc không lâu mình sẽ được gần nhau. Thôi thôi thôi, làm ơn đi mau giùm tôi, đi mau giùm tôi, đi 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 đi. Anh hai đừng có bỏ em. Quá trời đó. Ông chủ ơi, anh hai tôi đi ở tù có lâu không vậy ông chủ? Hay à, cái lo không có biết chừng đâu có ai. Ngoài biểu nó ý chổng rồi nó ý chổng luôn, ngoài biểu nó về có nó về liền không sao đâu. Tôi lại ông chủ, ông chủ làm ơn cho anh hai tôi về sớm sớm. Hay à, cái này không có tiền là làm sao cho nó về liền đó có ai đó. Tôi sẽ đi ở đỡ kiếm tiền trả cho ông chủ. Ông chủ thương tôi mà ông chủ. Thiên cô hai là ngõ nhất liền ngõ thiên quá trời rồi chứ. Mà hồi vào nhà nói chuyện liền cô hai ha. Nói chuyện ngoài này được mà. Bây giờ ở ngoài này bà con là lông quá trời là coi kỳ lắm đó cô hai đó. Nói chuyện mà kỳ gì? Cái chuyện này A Sồi thiên cô hai. Một mình A Sồi nói, một mình cô hai nghe thôi đó. Người khác nghe kỳ lắm rồi á. Vô nhà đi cô hai. Không không, chừng nào ông chủ về nhà tôi mới vô. Bây giờ già lại cũng già của ngộ rồi chứ. Ông chủ còn nhà khác, nhà vợ con ông chủ ở. Thì ra căn nhà khác đó là ngộ ở băng lêm đó, băng ngày ngộ qua đây ngộ ỉ đây. Không không, ông chủ về đi, tôi ở lại đây một mình à. Thì ra bà con cô bác coi đó, căn nhà của ngộ mà A Trinh không cho ngộ ỉ trọng chứ. Trinh, ngộ thương Trinh, Trinh thương lại ngộ cho công bằng xã hội đi Trinh. Không, tôi chỉ thương anh hai mẹo thôi. Ây da, anh hai không có tiền đó, ngộ giàu lắm ra là ngộ lo hết cho Trinh đó. Ông chủ làm gì vậy, buông tôi ra. Ây da, thương ngộ đi chứ, thương ngộ. Anh hai ơi, thương ngộ đi, ngộ cho anh hai nó về đó. Buông ra. Ây da, anh đi ra là gặp cái miệng của lý lại không hề gì chứ. Tôi sẽ đi thương. Lý thương ngộ chạy ngộ lo đó, ngộ không có hề gì. Buông ra. Ây da, ngộ lắm lượt rồi, trời lấy ngộ cũng không có buồn đó, vô nhà với ngộ đi chứ. Mọi người tài cứu tôi. Buông ra dạ, buông ra dạ, buông ra dạ. Biên cô tạo ngộ lên. Chạy đến chạy. Bố người ta bố con à, ăn cướp bố người ta. Hai mẹo, mò ra tung tích tụi nó chưa? Đừng nói nữa, tôi đang nổi điên với tụi nó đây nè. Tụi ăn là một lũ ăn hại, bốn con cọp truy không ra hai con mồi. Còn cái thằng ra sồi cũng vậy đó, nó cứ đeo thì tôi nó nẹo nẹo hoài à, nó đội hai chỉ đó. Thì trả phức nó đi, bắt con Trinh về mãi cho mũi khác. Nhưng mà bây giờ nó không chịu đồ vàng. Nó cứ than văn thở dài rồi cứ nó năn nỉ mình phải ráng kiếm giùm con Trinh cho nó. Nó nói là nó lậm con Trinh, nó nhớ con Trinh, nó ăn không được, nó ngủ không được. Rồi lúc nào nó cũng mơ tưởng tới con Trinh hết trơn á. Vô mánh vậy thì lên giá. Thì đó, nó chịu tăng thêm ba chỉ rồi. Nè, mình phải lùng cho ra con Trinh mới được nha. Con gà đẻ trứng vàng đó, trời ơi, có nó trong tay rồi á, mình giỏi khai thác là còn làm bán dài dài. Bà yên chí, tôi mà không lẽ chịu thua hai đứa nó sao? Bên này tôi phải trị thằng Sơn Xì Ke một trận như tử. Đúng, phải cho nó ăn dài theo, đừng dãi nhà chọc hai mèo. Vào tận hang cọp vẫn chơi. Đất này tôi là ông chủ, mà tôi có mong yên lành. Cái thằng phù phơ nó muốn chết xuống á, thì mình cứ việc làm đồ là nó phải tởn à. Để cho tôi yên chí ra về. Vậy bây giờ tôi về tôi nói cho A Sồi nó vững bụng nghe. Hắn sẽ có con Trinh. Nhất hạn mình sẽ vô thêm một chỉ. Báo cáo anh hai. Sao mày? Dạ tôi thua. Thưa anh hai, tụi em rảo hết mấy chỗ thằng Sơn thường lui tới. Nó đã bị tâm rồi anh hai à. Tụi bây giờ khét. Việc quan trọng thì làm ăn chẳng ra sao hết. Kìa, còn hai đứa bay nữa. Dạ. Cũng thua luôn phải không? Dạ, thưa anh hai. Tụi em điều tra sạch láng các tiệm mai ở vùng chợ Thái Bình á, không có con nhỏ nào thấy bóng dáng con Trinh hết. Thế là thế nào?
Không lẽ nó thăng thiên hay động thổ? Dạ không chừng tụi nó về quê anh hai. Ai cho thằng Sơn xì ke thì không trốn về quê được đâu. Thiếu thuốc là nó chết. Chết liền. Tao nghĩ ra rồi. Cái gì anh hai? Tụi bay đặt chốt tại khắp các ổ bán xì ke lẻ. Dạ. Thằng Sơn tới cơn ghiền thì sẽ trương mặt ra. Anh hai cao kỳ. Thật là cao kỳ. Dượng Tám, hôm nay là ngày giỗ của Dượng. Con có đem chai rượu để cúng Dượng Tám này. Dượng Tám, Dượng ráng phù hộ cho con sửa xe cá khá chút nha. Dượng Tám, xin Dượng linh thiêng phù hộ cho con có tiền, có tài, có vàng, có nữ nha Tám. Trời ơi, bữa nay đám giỗ của Dượng mà giờ này dì Tám con chưa về nữa. Tôi đưa em sang sông, chiều nay mưa rơi âm thầm. À Tám, à giờ này Tám mới về. Tám, để con đỡ cho Tám. Để con. Ôi trời, búa gì ế quá. Mày qua hồi nào vậy Tèo? Dạ con qua từ sáng giờ Tám. Dọn dẹp nhà cửa xong rồi. Ôi đói bụng gần chết luôn. Trời, quân nào ăn giọng cha chơi hết cái chừa nước không vậy kìa. Tao buôn bán cho để cho mày ăn, sao mà mày nói giọng đó? Kệ còn miếng nước lèo húp đỡ. Trời, mày ăn gì đó Tèo? Húp đỡ nước lèo nè Tám. Sáng giờ đói quá Tám ơi. Trời ơi, mày hút nước lèo này hả? Dạ. Trời đất thánh thần thiên địa ơi, nước rửa chén của tao đó mày. Trời ơi, chết tôi rồi. Làm sao vậy trời ơi, nước rửa chén sao giờ gì mới chịu nói. Chết tôi rồi. Ủa sao hôm nay em dỗ Dượng Tám gì không mua gì cũng Dượng Tám cho Tám. Trời ơi, gom góp đủ tiền mua con gà thôi hả con. Ôi một con gà, để con coi một con gà. Ôi một con gà, con sẽ làm gà 7 món. Gà rô ti, gà xé phai, gà nấu lẩu, gà trong gỏi xương thì con nấu cháo em. Trời ơi, gà tao mua để cúng dượng mày, chứ bộ tao cúng mày sao mày kể món này món nọ đủ thứ trơn trọi vậy. Dạ. Thôi đem vô tắm đi. Dạ. Ông ơi, hôm nay là ngày giỗ của ông mà thằng Sơn nó không có về. Chỉ có tôi với thằng Tèo. Trời ơi Tám, hôm nay là ngày vui mà Tám cũng khóc được nữa Tám. Tèo ơi, đám giỗ của Dưỡng mày mà mày nói là ngày vui là vui sao? Đám giỗ mới vui chứ Tám. Đám giỗ có gà xé phai nè, có lẩu rau muống nè, bà con súng lại vô. Bởi vậy bữa nay con mang qua chai rượu rồi thấy không? Trước là con cúng Dưỡng Tám, sau là con nhậu. À vui là vậy đó hả con? Tám à, nhưng đám ma là còn vui hơn nữa nghe Tám. Trời đất, người ta chết mà mày vui. Bởi chết đi người đỡ miệng ăn con cháu mừng lắm. Rước ban nhạc về chơi toàn là nhạc Tây nhạc Tàu không vui lắm. Đây nè, đám ma của ông Tám kế nhà mình đó, Tám thấy không? Rước 2-3 ban nhạc về chơi sáng đêm, có ca sa lông nữa nghe Tám. Trời ơi, ca sa lông là ca làm sao? Là ca lẻ để phục vụ đám ma đó. Đang ca y xèo tự dưng cái kẹt ca sĩ sao á, cái tụi nó nói bày giới thiệu thằng Tèo sửa xe đạp ca con ca. Hả? Mày ca? Dạ. Hồi đó tới giờ tao có nghe mày ca đâu. Trời ơi, dân kiên ca đám ma mà Tám. Không tin Tám chết thử coi con ca cho Tám nghe. Mày vô duyên vừa hả? Trời ơi, mày trù cho tao chết đâu phải không? Không phải, ý con nói là dân kiên. Rồi, lúc đó mày có ca không? Có chứ, trước khi ca con cũng giới thiệu đàng hoàng chứ Tám. Con nói kính thưa quý bà con cô bác. Lễ phép vậy được á. Dạ, để giúp vui đám ma hôm nay. Bậy. Đám ma sao vui được bậy? Đám ma buồn đúng không? Buồn thì giúp vui chứ không lẽ giúp buồn. Để giúp vui đám ma hôm nay, nghệ sĩ Vũ Tèo. Anh gì? Cái gì? Nghệ sĩ. Mày nói gì? Mặt mày mà nghệ sĩ. Trời ơi, mày coi kỹ ra, mày lấy kiến mà coi lợi đi. Mày nghệ sĩ hả? Chứ mặt nào cũng nghệ sĩ. Ý con nói là nói con giới thiệu Vũ Tèo khán giả im ru à. Con đổi rơ liền nói dạ để giúp vui đám ma hôm nay, nghệ sĩ Vũ Tèo, anh bạn gì được của Vũ Linh. Trời ơi. Té tao nghe mày. Khán giả rần lên. Thôi tiếp đi. Dạ để giúp vui đám ma hôm nay, Vũ Tèo xin ca nhạc phẩm. Bài gì á? Đám cưới trên đường quê. Trời đất ơi, đám ma sao mày ca đám cưới mày? Con thuộc con bài một để ăn cháo đó. Thôi dễ ca đi. Dạ ca nè, nhạc lên, con cầm micro con bước ra nè. Con vừa định ca thì chủ nhà nói tới giờ tụng là trả sự im lặng. Trời ơi, vậy là mày đâu có ca được phải không? Đâu có ca. Té ra cái đám nào mày cũng vui hết trơn à. Dạ cũng có đám buồn cho Tám. Đám nào buồn?
đám cưới buồn. Ủa, người ta thương nhau, người ta cưới nhau, người ta hạnh phúc mà mày buồn là sao? Đó, Tám nuôi con mà Tám không hiểu ý con. Bởi vì có một người con gái sắp đi lấy chồng, tại đời con lại mất thêm một niềm hy vọng. Tôi đưa em sang sông, chiều nay mưa rơi âm tâm, lành giá gió rét trái tim. Mày tắt lên tiếng nữa tao đứt hơi. Chiều gió mưa trái tim. Thôi trời ơi mệt quá. Ôi, vậy mà nó lại làm nghệ sĩ. Sao mày, lúc này mày làm ăn khá không? Ôi khó khăn lắm Tám ơi, cứ bởi mình lương thiện quá cho nên cứ nghèo hoài. Sao tao nghe đồn mày giá vỏ xe người ta mày chém mày chặt dữ lắm mà. Ai nói, ai nói gì vậy? Trời, chém gì đâu chém, giá lỗ đâm thêm con lỗ mà chém gì. Lương thiện của mày đó hả? Vì không biết chứ tụi nó mà giá một lỗ là đâm thêm 4-5 lỗ. Có đứa còn rải đinh ngoài đường cho xe ta cán. Có đứa sửa xe người ta xong leo lên chạy thử là chạy luôn, không bao giờ trở lại. Còn con nè Tám thấy không, lương thiện quá cho nên ăn cơm với muối dài dài. Ăn cơm với muối nuốt sao trôi mày? Bởi vậy thường con mua thêm con gà luộc, chặt khúc ra chấm muối nuốt cho nó trôi. Chà, đám dỗ dưỡng Tám năm nay cơ bộ kém phần chất lượng nha Tám. Chỉ có mỗi con gà với bó rau muống. Con gà này giỏi lắm, từng 200 gram. Chứ mày nghĩ coi, thằng Sơn nó như vậy không lo làm ăn, tao thì thui thủi có một mình, nhà cửa tung bận. Nhiều lúc tao tủi thân tao, tao nghĩ quẩn, tao muốn buông xuôi tự vẫn chết cho rồi. Như giấc nở hết lo sợ buồn phiền, còn cái máu thịt mình nó đối lạnh là mình đau. Công sinh dưỡng bấy lâu nay thành giấc chim bao, con đang lay lắt nơi nào, biết mẹ chờ đợi con không? Thiệt đang giận cho thằng Sơn, con sẽ lôi cổ nó đem về bắt quỳ gối trước mặt gì, đánh phạt đủ 10 không chừng nó có bệnh hay lỡ bạn lỡ mẹ. Chứ từ trước giờ nó không hề quanh ngày dỗ ba nó đâu. Ôi Tám ơi, hơi sức nào mà Tám tin thằng này Tám ơi. Dạ thưa má, con mới về. Đó, mày thấy chưa Tèo, tao nói nó không quên là không quên mà. Con mới về hả con? Dạ. Con ngồi đi con. Dạ. Con ngồi đi, má rót nước cho con uống. Dạ. Ai, ai lắm đó rồi đó đó. Dạ. Dạ. Dạ con dạ, là ai? Dạ Tinh, Tinh, bạn con. À, Tinh, Tinh. Trời ơi, lâu quá mới gặp, vô, vô. Bữa nay nhà có đám dỗ, vô, đám dỗ. Ủa, anh Tèo quen Tinh hả? Thì chú mày mới giới thiệu đó. Sao, sao, sao? Chú này sao, hai vợ chồng Khoa làm sao? Khỏe không? Làm ăn khá giả không? Có đứa con nào chưa? Trai hay gái? Vô duyên, người ta mới quen không hỏi con cái. Mới quen dám dẫn về nhà. Trời, gan thiệt, gan thiệt. Tèo ơi, mày làm ơn mày ngồi mày tịnh khẩu giùm tao một chút đi. Cô Trinh ơi, cô cứ tự nhiên nha. Bạn của thằng Sơn là con cháu của gì hết trơn á. Đi đường chắc mệt lắm ha cô. Uống miếng nước cho khỏe nghe. Dạ, cảm ơn dì. Sơn nè. Dạ. Kỳ này con về con ở nhà lâu không con? Con đi hoài má lo quá. Má đừng lo, kỳ này con dám ở nhà luôn với má lắm à. Thiệt không con? Dạ, miễn má cho phép Trinh ở lại đây vài bữa. Ở vài bữa làm đám cưới luôn. Gì? Rồi, đời tôi sắp sửa có thêm một ngày buồn. Tôi đưa em sang sông. Sao mày sang sông hoài vậy? Tao biểu mày tịnh khẩu mà mày ngứa miệng, mày nói hoài, mày nín không nổi phải không? Để tao đưa củ khoai lang vô họng mày cái mày nín nè. Kỳ ghê vậy đó. Sơn ơi. Dạ. Cô Trinh đây có nhà cửa gì không con? Dạ, con ở dưới cái bè. Con lên đây đi ở đợ. Má biết không, cô Trinh thân gái một mình, tự dưới cái bè lên đây tính kiếm chỗ để mà ở đợ sinh sống. Má coi đoạn trường mới lên tới Sài Gòn, tự nhiên cái bị mấy vụ đảng nó giật mẹ nó cái sách đồ. Giật
Vậy hả con? Nó giật thì thôi đi, nó chạy đi. Nó tiếc, nó hoành trở lại. Nó hoành trở lại nó làm gì con? Trời ơi, còn bộ đồ xác da nhỏ, nó xé từ trên xuống dưới má biết không? Rất tả tơi. Trời ơi trời trời. Trời ơi trời, rồi sao? Trời ơi tả tơi. Giờ rồi sao con? Mấy ngàn người đứng chung quanh không ai mà dám nhào vô hết. Sợ mấy cái thằng du đảng đó nó trả thù. Trong lúc mà nguy khốn đó hả, bỗng dưng có một hiệp sĩ xuất hiện. Ai vậy con? Ai hả? Ai hả? Con. Trời ơi. Hiệp con. Sĩ Sơn. Trời ơi. Chứ sao? Má biết hả? Con dẹt mấy ngàn người. Con đi với tư thế oai hùng. Con đi vô vậy nè. Con đi. Giữ nha. Trời ơi con má mạnh dạn quá. Nó thấy cái tướng con đi, nó chạy hết. Con mới cứu đưa Trinh về đây. Con xin với má cho Trinh ở lại đây ít bữa. Ôi. Từ từ tính. Chuyện đó có khó khăn gì đâu con. Để rồi mình tính nha. Dạ. Bây giờ con đưa cô Trinh ra làm sao tắm rửa thay đồ đạc cái đã. Rụng lát lên rồi cái hai đứa đốt nhang cho ba con. Rồi đi tắm đi tắm. Trời ơi. Gì vậy? Trời Phật Thánh Thần ơi, đàn ông con trai nghe đàn bà gái thì đi tắm cứ đứng đó hí à. Làm riết người ta tưởng đâu có nhà tôi là cái trường đua Phú Thọ. Cha muốn hí á, cha lên trường đua cha hí đi cha. Anh Sơn ơi. Hả? Cái nhà tắm của anh á có cái màn che không? Có tấm ni lông. Để không thôi em đang tắm á, cái thằng cha đó thằng chả rình. Thấy không? Nhìn cái mặt là biết xấu máu. À, cái điệu này coi mồi không yên rồi nghe Tám. Mày thấy làm sao? Gì thấy làm sao? Thằng Sơn nhà mình mắc bệnh ghiền đúng không? Con nhỏ chắc đồng một chuột. Con tưởng tượng ở đây gia đình mình sẽ có hai vợ chồng ghiền. Ông chích một mũi, bà choát một mũi. Đẻ con ra nó chích choát luôn. Dì nghĩ sao? Mày chỉ ăn nói bắt hoàng không à. Con nhỏ này mặt mày hồng hào tươi tắn, đâu có xanh xao hốc hác như dân ghiền đâu. À, gì vậy? Nghe không? Cái gì? Lông tỏ mà nghe không? Xuống nước đó. Trời ơi. Ta xuống nước ào ào đó. Dân ghiền họ sợ nước lắm, đâu có dám tắm kiểu đó. Nếu mà không phải dân ghiền thì con e chị em thuộc hàng thứ dữ khác. Thứ nào mà dữ nữa? Gái xây hồ. Ủa, giang hồ. Trai tứ chiến gặp gái giang hồ. Hai thứ này là hợp với nhau lắm. Mày ẩu tả không mà. Con người ta nết na lễ phép, không phải là loại ba trợn ba tảo đâu nè. Phải rồi. Bởi bề ngoài nết na lễ phép có Tám mà, cho nên người ta mới bị lầm. Trời nay đen trắng khó phân, giả chân giống nhau biết đâu thấp cao lộn tùng theo vàng thao. Đừng ham cái mã bảnh bao, chợt nhỏ vừa có ngày à Tám à. Con nhỏ này nhã nhặn nhìn cô không sổ sàng tét bóng tô son. Quang quang để coi chớ nên dễ vui kẹt chết chùm như chơi. Chuyện dân manh mùng bao đăng tư tung đọc, nhiều người nhát rung. Cô thư ký đảo bờ sông, em ca sĩ đứng giường bông, tay ôm sách như nữ sinh thiệt là không. Nhào vô mới hay bạn mình không. Bạn phải nể nam kính nhường, sao mày mỉa mai khinh thường. Diếm gì ơi? Diếm? Diếm là gì? Diếm là điếm á. Bậy à? Bài đặt. Nói bậy bạ không à. Dạ thưa má, con xin phép má cho con đốt nhang cho ba con chút xíu. Con gái ba con đi con. Ông linh thiêng ông vẹn phù hộ cho mẹ con mình sung hộp, sao cháu có nhau yên nhà yên cửa. Trời, tắm chưa mà đốt nhang đó cha? Tôi tắm rồi ông nội, mới tắm có hai bữa à, chưa giáp tuần. Trời. Xong rồi đó, đợi tàn nhang cái mẹ con mình vì cháu đồ súng xích lại hưởng lộc của ổng, ai nấy chắc đói bụng hết rồi phải không? Dạ con không có đói, má anh Tèo Trinh nhà ăn cơm trước. Con xin phép má, con chạy ra ngoài Sài Gòn chút xíu. Con dễ gì ở nhà? Con mới về là tính đi nữa sao? Má đừng lo, kỳ này con hứa với má con ở nhà là con ở nhà luôn, con không có đi đâu nữa đâu. Ôi lời hứa thương trăm rồi, ai tin mày chứ tao tin không nổi rồi. Tám ơi, nhà đồ đạc có gì bán được coi chừng giùm con á. Tám ơi, con sợ lắm rồi. Mày thấy không? Trời. Mở miệng ra là tôi nghĩ con ăn cắp ăn trộm. Rồi má hỏi tại sao con đi hoài con ở nhà. Trời khóc. Con bước ra sao chả ra sao. Bước ra trước cái dòm trước cái sợ con ăn cắp ăn trộm của cha. Chứ là con đi luôn rồi má nói sao là con bỏ nhà con đi luôn. Con không chịu về đây nữa.
Anh Tèo ơi, cho em mượn chiếc xe đạp này chút xíu nha anh Tèo. Quái! Trời, chết con rồi trời. Tám ơi, Tám ơi. Trời ơi, chết con, Tám ơi. Chiếc xe đạp của con chứ bộ. Thì trời... xe đạp của mày nó mượn chút chứ có gì đâu mà mày lính quýnh lên à. Trời ơi, cha con mượn con ngại lắm. Con mới chạy theo nó được, con đi à, con đi à. Ủa mẹ mở nhà với tao sao Tèo? Trời ơi, ăn bữa dỗ lỗ bữa cày mất xe đạp của con. Sơn, Sơn. Cô Trinh, cô biết không, tôi khổ vì thằng Sơn từ lúc nó mới lọt lòng. Ba nó chết, tôi ẩn nhẫn chịu khó, chịu cực, chịu khổ để nuôi con, cho nó khỏi thiếu áo, thiếu cơm. Chỉ mong sau này nó lớn khôn, nó sẽ sống ngay thẳng đàng hoàng như ba nó. Về đâu khi nên giấc ngần, nó lại trở thành đứa con quan. Bỏ nhà đi lang thang đầy đó ngần ngàn, lại đeo mang những cõi tật ngông cuồng. Thấy tôi buồn nó vẫn lặng thinh, Trinh ơi, vì chỉ ao ước có vậy thôi, vì đáng chết trong nỗi bất hạnh ê chề. Nếu con giúp được cho dì, không khác nào con ban cho dì sống thêm một lần nữa đó Trinh. Dì ơi, con thèm một người mẹ như dì để con thương, nhưng làm sao con tìm được. Người ta có mẹ nâng niu yêu chiều, mà không biết mình có phước, lại bỏ mẹ bơ vơ tuổi cực khóc âm thầm. Hình bóng mẹ đẹp thiêng liêng trong trời đất xa gần, Chúa còn phải cúi đầu tôn vinh mẹ, làm con người lại hờ hững được sao? Vì không biết con xuất xứ từ đâu, tâm địa thế nào, xác thân dơ hay sạch, nhưng một tiếng mẹ con thốt ra, nghe triều mến dịu dàng, đã thắp sáng quanh con một màu quang rực rỡ. Cuộc đời ghét bỏ lâu lắm rồi, con mới nghe được một lời nói yêu thương, mà lời nói đó chỉ có thể phát ra từ một bà mẹ. Con cảm ơn chị nhiều lắm. Tội nghiệp cho con tôi, con thiếu mẹ bao giờ cũng trung chiến lẫn đằng, nước lá người đứng ai chực sáng thương dùng. Con ơi, mỗi bước chân đi một khóc tim chập trùng, thân con gái cành lão ngủ có biết về đâu trên đường đời sóng gió,
mái rủi bất chừng buồn đó vui đây. Có phải mẹ con bên kia trời linh hiền đã đưa con đến gần gì hôm nay, chấp cho con đôi cánh trên núi đi đơn độc, như có mẹ ở gần bảo bọc giữ gìn con. Vì rất nghèo, nghèo tất cả những tình nghĩa neo đơn, còn một đứa con để thương thì lại bỏ đi với căn nhà xanh quanh quê. Nhưng con không chê gì nghèo, con hãy cho gì được làm mẹ của con. Mẹ, mẹ con, ôi tiếng mẹ ngọt ngào làm sao, ấm áp biết chừng nào, như ánh nắng mùa đông như giọt mưa mùa hạ. Má thằng Sơn nay còn được gọi là má của con Tinh. Con của tôi đây rồi, con có má ở một bên, con không còn sợ ai quấy rầy kinh khi hà hiếp. Má sẽ là con gà mẹ, xòe cánh trước đàn con lau sau chiêu chích, đón đỡ ngoại roi đòn của mong vuốt diều hâu. Con của mẹ, má ơi, con sẽ phụ má xới đất trồng rau, con giặt giũ nè, con quét nhà, con nấu cơm dọi giăng, như hồi ở dưới cái bè đồng chua nước lợ. Tuy chân pháp quê mùa nhưng vẫn lặng bình yên. Chết con Tám ơi, chết con Tám ơi. Cái gì vậy? Trời, trời ơi, mày làm gì mà mày... Được, má nghĩ coi, mượn chiếc xe đạp trả anh chút xíu. Người ta chạy ra Sài Gòn, người ta đi công lên việc xuống, anh trả chạy theo sau đuôi, anh trả la làng, làm như người ta ăn cướp của người ta không bằng. Trời ơi, mày làm cái gì dữ vậy không biết? Ai biểu cho mình nước? Trời ơi, cho tôi xin ly nước. Tại mày sao vậy Tèo? Bộ mày á khẩu rồi hả? Trời ơi, chị tưởng tượng coi, từ đây ra Sài Gòn gần 20 cây số, nó chạy xe, còn tôi thì thoạt bộ theo, á khẩu còn mai. Vậy là anh đi bận đi với bận về tổng cộng là 80 cây số. Trời ơi, 20, 40 bà ơi, 80 chắc tôi chết quá. Dịch giật mày, ai bắt mày chạy như điên như khùng vậy chứ? Thì thằng Trả sợ con mãi chiếc xe đạp của thằng Trả. Trời đất quý thằng ơi, ba con với dòng họ gì đâu thấy mà phát rầu. Thôi 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 cha, đừng khóc cha. Bộ lư hương trên bàn thờ dưỡng tám cha còn lấy mãi cho chệt ve chai. Xe đạp con cha dám từ. Mà nó bán xe đạp mày chưa? Chạy theo sát làm sao bán được. Hỏi tám coi ra Sài Gòn hẻm nào nó cũng chạy vô chạy ra, chạy vô chạy ra, chạy lòng vòng gần chết luôn. Con ơi, Sơn Sơn, con làm sao vậy con? Má ơi má, ảnh giả đó má ơi. Giả là cái gì? Giả là một thuốc nó giật á. Trời ơi, lấy thuốc Aladdin đi. Đâu? Lấy thuốc Aladdin cho nó uống. Đâu có thuốc nó đâu uống được, xích ra đây nè, xích ra đỡ tạt. Rồi. Trời ơi. Trời đất quỷ thần ơi. Sơn ơi. Người ta lạnh mà thằng Trả tạt nước. Má thấy chưa? Má thấy cái giả tâm thằng Trả chưa? Thằng Trả thấy má già rồi, thằng Trả định giết tôi chết non luôn để thằng Trả tước đoạt cái tài sản này. Trời ơi, mày tiếc là. Sơn ơi Sơn, con cần gì con nói cho má biết con cần gì. Má đừng thèm lo lắng cho con nữa. Con không đang để cho má phải bận tâm phiền muộn. Con là một thằng rác rưởi tanh hôi, đứng ngoài cuộc sống xã hội, vứt bên lề như cái bông vô tâm. Một thứ du hồn mang hung quang bất chánh, mà loài người quay lưng xa lánh. Hồn tôi Sơn, đừng nghĩ dạy con, thương má một lần thôi, cả nhà vui mừng đón con về. Má nghe đàn trẻ
về hạnh phúc. Con răng bỏ chỗ hứa hẹn, tốn bao nhiêu tiền má cũng chạy lo. Lo để làm gì hả má? Để gõ hết cửa nhỏ cửa to, xin tổ họ ban cho lương ba cọc ba đồng. Cài cục tới không đủ gạo no lòng, thấy chợ đỏ chợ đen bọn chen mua dành bán giật. Mua một bán mười, bán sĩ diện bán lương tâm. Anh hứa với em là lo cho em yên để yên phần. Còn nhớ hay không hay là đã quên rồi? Không, tôi là kẻ khoác lác khoe khoang, tôi là một kẻ bỏ lên rồi, lên gỗ kim liệt rồi đó. À, Sòi xin chào tất cả bà con la. Xin thay mặt gia đình xin cảm ơn ông Sòi, không nể tuổi già sức yếu, lặn lội đường xá xa xôi đến dự ngày giỗ dưỡng tám cho thêm phần long trọng. Nếu lỡ quên mua đồ cúng, ông có thể đặt tiền cũng được. Ây da, này khi không là lòi tiền ngõ là lòi cái gì chứ? Còn có biết thằng cha dưỡng tám nào của lị đâu? Điểm giỗ đi không cha? Ngồi tới đây là ngồi giúp con vợ của ngồi về đó. Dì tám tôi hả? Tầm bậy tầm bạ quá. Trinh về ra Sòi ly Trinh. Ây da, cái này ra Trinh ly bỏ mấy ngày, ngồi buồn quá, ngồi ngủ không có liệt. Ngồi nằm ở trên cái giường, ngồi lăn qua ngồi lăn lại, con mắt của ngọ nó cứ chớp chớp, ngủ cũng không liệt. Dịp cắn hả? Ngồi tích quá trời, ngồi trọng khu. Bậy trời, bậy quá, bậy rồi. Ngồi thay cái ngôi ôm, ngồi tưởng A Trinh. Ngồi hôn cái ngôi ôm, ngồi nịnh cái ngôi ôm, rồi ngồi căng cái ngôi ôm. Ê, sao không nhai luôn cái mền đi? Ây da, cái này tầm bậy quá trời đó. Kìa Trinh, trời đất ơi, em đi đâu mà chị kiếm gần chết luôn hà. Nè, cái chuyện làm ăn của chị em mình đang ngôn trớn mà sao em lại bỏ đi? Nè, chú Sòi trả em bao nhiêu, chị sẵn sàng trả đất cho nha. Em biết không, có cái mối này sộp lắm, giám đốc xuất nhập khẩu, chào ơi là giàu vậy đó. Nè, ổng chịu bao em đi Vũng Tàu 3 ngày, tặng em một chiếc cúp đam, chịu không? Bà nói gì lạ vậy? Tôi không có quen bà. Bà đừng có bôi xấu, đừng có hại nhục tôi. Thôi mà, đừng có giận chị nữa mà. Nè, nếu mà em chịu đi Đà Lạt với ông chủ nhiệm trại nuôi heo đó, ổng sẽ ca đô cho em một chiếc nhẫn hột xoàn. À, hay là em thích đi đây Nha Trang nè, thì có ông chủ tiền vàng, chịu không? Tôi lại bà làm ơn tha cho tôi. Bà đừng gắn ghép với những chuyện mà tôi không có quen biết mà. Bây giờ cái này A Trinh là con vợ của ngọ liền không có làm như vậy à. Còn kêu vô lãng là quán chết lì đó. Thôi ông nữa. Nè, tôi cho ông biết nha, con Trinh nó là gái của tôi đó. Sao bây giờ ông Mỹ có tiền suối nó là rã hợp đồng với tôi hả? Nè nha, đừng có chọc tới con này là không có được yên đâu nha. Tôi phá tôi ổ, tôi cào nát nhà đó. Lì va vào ngọ là con cũng xịt cho bẹp dê ra, cũng cắn lì chê. Cái gì? Cho chó cắn tôi hả? Cọp tôi còn không sợ chứ đừng nói chó. Trinh à, theo chị dài nghe em. Đi. À, buông ra, buông ra. Má ơi, anh Sơn ơi, người ta bắt con kìa. Trời ơi, Sơn, như vậy là sao? Má không hiểu gì hết. Sao? Dì không hiểu hả? Được rồi, dì không hiểu, tôi sẽ giải thích cho dì hiểu. Dì biết không, em nhỏ này là gái nhà tôi, làm ăn ngọt thớt, hộp sơ lâu rồi. Nay con của bà rủ nó đi ngang, tôi mất sổ hụi, trời ơi khó khăn trăm bề. Bây giờ ông pha cái này chật bắn lề rồi đó gì à. A Trinh là vợ gì của ngọ đó gì Tam ơi. Thằng Sơn nó dụ dỗ đi xây tổ chuồng chuồng đó chứ. Nè, gái nhà tôi á, ông đừng có xem vào nhận ẩu à nha. Vợ của ngọ là Trinh hiểu con lai rồi. Trời ơi, vợ 3 ngày 7 bữa cũng làm quay nè. Ngọ thề với A Trinh là trăm năm lầu chọc đó. Đồ khốn nạn, tụi bay ra khỏi nhà tao. Tao giết tụi bay chết. Tao giết tụi bay chết. Ra khỏi nhà tao. Ra khỏi nhà tao. Ra khỏi nhà tao. Kìa, anh hai. Anh hai. Sơn ơi, Sơn ơi, thêm ông nữa Sơn ơi. Tao nói rồi nghe nhỏ chở hơi nhiều. Chị Tám con nói gì trước, thêm không yên là không yên mà. Vào đây anh hai.
Linh hai, đây là má Tám, má ruột của anh Sơn, và bây giờ còn là má nuôi của em nữa. Thưa má, anh hai đây là... Dạ, chồng sắp cưới của em Trinh à. Dạ, mời cậu ngồi chơi uống nước. Dạ, Sơn, cái ông này có bộ mặt lạnh lùng giống như cái tủ phi dê. Không biết chồng thứ mấy đây. Còn đây là anh Tèo, cháu họ của má Tám. Anh vui tánh lắm, mới gặp anh là em cười liền à. Quả nhiên, anh cũng đang bắt đầu cười vì ảnh đó. À, anh hai, xin chào anh hai, xin tự giới thiệu, em Vũ Tèo. Ê, Sơn, thằng cha này cười giống Tăng Tomat của mày ơi. Hân hạnh được bắt tay vua cười. Dạ, bàn tay sửa xe đạp, anh hai bắt câu chừng. Trời ơi, bàn tay anh hai giống bàn tay sắt quá. Còn anh Sơn, chắc anh hai có quen. Có. Bữa anh đi, thằng cha sồi nó làm hổng, mai nhờ anh Sơn can thiệp đưa em về đây cho ở nhờ đó. Thế à, cảm ơn chú Sơn nha. Không có gì, tôi sợ tôi làm bá việc bao đồng cho người ta ghét. Tốt, chú thận trọng như vậy là tốt lắm. Nhờ mấy đứa nhỏ lối sớm học lại, tôi mới biết chú ra tay nghĩa hiệp đưa em Trinh về đây. Nè, tôi có chút quà mọn đền ơn chú đó. Đây. Ba ơi, mai mốt má mua cái này cho con. Sơn, con nuốt gì vậy con? Trời ơi, thuốc trị bệnh giật á, để cho nó nuốt đi quý lắm á, dùng mình bạc triệu mua cũng không có đâu Tám ơi. Anh hai, người ta thả anh về luôn, không có bắt bỏ tù anh hả anh hai? Thời buổi này làm ăn thất bát là chuyện thường em à. Mình xui rủi phải mang nợ. Tất nhiên cơ quan hữu trách người ta có con mắt công minh. Sự hợp lý hợp tình rộng lượng khoan dung tạo điều kiện cho mình gây dựng lại cơ ngơi kiếm tiền trang trải nợ. Chứ bắt bớ gian cầm có giải quyết được chi đâu. À, nếu như anh hai muốn mau phục hồi cơ nghiệp, chẳng cách nào là theo Tèo sửa xe đạp. Chung liên thì không nhiều chỉ giỏi cơ mưu, vỏ ruột chưa hư là mình đâm cho lụng thiệt. Đồng sức căm sên mình bẻ hết cho gãy liền. Ở Sài Gòn làm hợp tác xã, nhà cửa đàng hoàng, mua bán lớn lao, chí thú làm ăn góp vốn lại vào, không ít nợ nần mình trang trải từ từ cũng có gì đâu. À, vậy thì Tèo chúc anh hai mau phát đạt phát tài, để lúc ngặt nghèo Tèo có chỗ đi dài. Cái thằng Tèo này chuyện gì cũng giỡn được hết trơn hết trọi à. Dạ thưa cậu hai, cậu đừng chấp nhất, sẵn bữa nay dỗ bàn Sơn, tôi mời cậu hai ngồi lại với gia đình ăn một bữa cơm đạm bạc lấy thảo nha cậu hai. Dạ, cảm ơn dì. Cháu rất bận nhiều việc, xin khất dì dịp khác. Hôm nay cháu xin phép rước em Trinh về ngay, để còn lo bao nhiêu thứ đang chờ nữa. Hai mẹo, anh gấp anh cứ về đi, cô Trinh ở lại đây, không có đi đâu hết á. Chú Sơn, chú lấy tư cách gì để nói câu đó hả? Anh hai à, má Tám đã nhận em làm con, thì anh Sơn đứng vào gia anh cả. Mai mốt cưới xong anh phải kêu là anh, chứ đâu có được chú này chú nọ. Dạ ý em muốn ở lại đây không theo anh về Sài Gòn chứ gì. Nhà chú xồi xiết rồi, về lấy đâu mà ở. Với lại em tính sau này, khi nào mình cưới hỏi xong, mình ở chung nó dễ coi hơn. Anh hiểu, vậy là trước ngày đám cưới em sống chung với người khác phải không? Anh hai à, má Tám đã hết lòng thương yêu em. Anh Tèo thì lúc nào cũng vui vẻ cởi mở, còn anh Sơn á, bao anh giờ Sơn cũng... thì đang mở rộng vòng tay đưa em vào mê hồn trận. Hai mẹo, mình biết nhau rành quá mà. Tôi là thằng xì ke nghiện ngập, thậm chí còn là thằng ăn cắp, ăn trộm, ăn xin nữa. Nhưng anh thừa biết đó, tôi chưa một lần nào hành động mờ ám tối tăm, làm khổ thân người lương thiện, đưa con gái người ta vào nơi trụy lạc xấu xa. Sơn, anh hãy buông tha cho cô Trinh là yên chuyện, không thì anh đừng có trách tôi nha. Nở lột mặt phanh phui. Tiếng nói của một anh ghiền nghe nổ cũng thật vui đó. Chưa đánh giá được mình còn học kiểu dân chơi, phải quấy rõ ràng thôi, ai tin mà anh hù dọa. Miệng lưỡi có là bao hồng lão sượt cầu cao. Hai anh cố dằn cư xử đẹp lòng nhau, nay đã gắn bó một nhà lại ngoảnh mặt được sao. Em không muốn vì mình mà xảy ra chuyện buồn đau. Nè, cô có dạy có ngu cũng từ từ mà ngu mà dạy. Mở mắt to lên mà nhìn,
đâu trắng, còn đâu là đen. Mặt mũi của cái thằng lưu manh nó trơ trơ ra cũng như là cuối một nụ rồi nghe sao. Một lần nữa tôi căm anh, nói năng thô tục dựng lời lẽ không căn cơ để nói xấu chồng tôi. Nhưng đó là sự thật, cô biết đó là sự thật hay là không? Sự thật, anh là một kẻ xấu miệng, ăn vô không. Anh hai đã làm gì anh mà anh thù hằn, anh ganh ghét? Không có làm gì tôi hết trơn á, mà nó gạt gẫm cô. Gạt gẫm tôi à? Ờ. Cứ thoát tôi khỏi bàn tay bọn vô thủ vô thực mà gạt gẫm, sẵn sàng cưới tôi, cho tôi một gia đình đàng hoàng mà gạt gẫm à? Gạt gẫm 100%. Cái thứ tôi này cũ xì. Trời ơi con mẹ này tức quá trời ơi trời. Tôi không tin, không tin đâu. Tôi cũng không tin luôn. Tôi không tin bên nào hết, một điều. Trời ơi, tao không biết đâu là đâu nữa. Như vậy là sao hả Tèo? Kệ con định tính hỏi gì mà dì hỏi con. Một không. Má. Mày. Má, con đội ơn má đã nhận con làm con. Nhưng trong cái tình hình này, con đi má ơi. Đi hay ở là tùy con. Đừng có cho đi má. Những người đàn bà quê mùa như má, giữ lại. Chỉ biết yêu thương chứ không ghét bỏ thù hằn ai hết. Giữ lại má. Má đã một lần gọi con là con thì má vẫn tiếp tục gọi như vậy hoài, không thay đổi. Trời đủ rồi, đừng nói nhiều. Mình đi. Mình đi đi. Chào má Tám. Chào hai người bạn. Không, không, Trinh, ở lại đây, ở lại đây. Sơn, vô ích, hãy lo chạy thuốc chặn cân kiền của mày đi. Má, má, má ơi, má, cứu Trinh, cứu Trinh. Sơn, cứu Trinh. Sơn. Dạ. Con nghiện ngập. Con biết. Con trộm cắp. Con xin lỗi má. Má khổ tâm nhưng mà còn chịu đựng nổi. Cứu Trinh thằng hai mẹ lưu manh. Má không chịu đựng nổi là cứu Trinh. Con. Cứu Trinh. Con đi lấy vợ người ta. Má. Ây da, cái này mấy người cứ xí gạt ngộ hoài ra. Mấy người giúp dĩa tiền của ngộ. Mấy người cho ngộ leo cây. Mấy người không có bảo kê uy tín. Mấy người điều nào mà có một liêu con ngay mà cứ cho ngộ ăn thịt thỏ hoài chứ. Á sầu ơi, á sầu đừng có nóng. Nè, anh hai giao con nhỏ này cho tôi quản lý rồi. Sớm muộn gì tôi cũng nhào nặng con nhỏ hả. Nó mềm bóp như là xương sáo, xương xăm, xương xa cho mà coi ha. Rồi chừng đó, nè nè nè, cẩn thận, chờ đấy nha. Dạ. Ây da, người ta thèm muốn chết cha mồ tổ người ta rồi đó. Mà đợi hoài nó mất áp phê chứ. Bậy bậy bậy, đợi lâu chừng nào thì càng thêm thèm chừng ấy. Mà khi đã thèm rồi thì anh nó mới thấm biết chứ, phải không? Nè nè, tôi nói à sò biết phải không? Sò lắm. Không rài hả? Trời ơi, tôi diễn con nhỏ nó ngon lành lắm nha. Ờ. Biết gì không? Cái gì đó? Áo bùn nè. Ờ. Quần jean nè. Ừ. Dài đát nè. Ờ. Tóc kiểu Stone đâu. Quá 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 ra ngoài á. Bắt đầu của tôi xịt xít mà như nè lên. Ây da, trời đất ơi. Xịt ba cái thi lo không có liệp. Cái lo người ta lễ là người ta ăn bát phở đó. Cái này sao lị đem chắc cái trên lầu là ghê thấy mẹ luôn rồi. Không phải, không phải. Tôi muốn nói là chạy cái kiểu đó cho ốc nó mềm mại bóng bẩy như là sốt mayonnaise vậy đó. Nó thì muốn sực liền à. Nhưng mà nó không có chịu ngọ làm sao ngọ sực chứ. Cái này chị nó cái ổng liệt nha. Cái này treo cục mỡ là trước miệng con mèo hoài đó không có. Nhưng mà cái chuyện này thì không có sai chạy được đâu. Anh hai đã có cách rồi. Ây da, không liệu. Cái thằng anh hai của Lĩa là chuyên môn này lôi láo ăn tiền chứ. Nhưng mà xưa nay tụi tôi đâu có nói láo với A Sồi lần nào đâu nè. Nè, A Sồi biết không, chẳng qua là tại con nhỏ này đó, nó qua nhát đèn khó xơi, nên phải cần huấn luyện từ từ. Cứng đầu tới đâu, rồi à sao đó cũng như bún mà thôi. Chê nhẹ canh ngót, rồi mai mốt ra thì buộc lòng bắt thêm cái ăn ớt à. Không chịu ngọt ngào, tôi cho nước lắc bề nào chẳng xong. Ây da, A Sồi bỏ công, lại có tiền leo núi cái vụ này. Tiếng lời 12, trời ơi, gỗ cộng lại là gần một cây rồi đó. Tốn bao nhiêu không tiếc, chỉ tiếc lời bài chẳng ra sao hết. Hết hạn lại chờ, gỗ không biết bao giờ mới liệt người. Thì sẽ vui thôi. A Sồi nè, nói nghe nè. Cái gì? Anh hai dặn tôi nói với A Sồi đưa thêm 200 ngàn. 200 ngàn lòng nữa hả? Ừ. Làm cái gì chứ trời, tiền ở chân trời rơi xuống à liêu hoài chứ. Không phải, cái tiền này biết làm gì không? Làm cái gì đó? Mua thuốc. Ừ. Thuốc này là nghe thuốc tên. Hay à, cái thuốc kích thích đó hả? Trời ơi.
Bây giờ có lẽ không được, liệu có la lớn liệu công ăn là chết ha. Rồi đây, đây là 200 ngàn là ha. Đây, 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 đây. Rồi. Trời ơi, 200 ngàn, tiền quá đã. Mình trực ban đủ mặt hết, chỉ có con nhỏ mới vô là bám trụ miếng ở trên lầu à. Vậy mới ngon chứ, tao nể bả là chị tao á, tao mới ngồi đây á. Cái con nhỏ nhà quê bỏ xừ mà làm phách, làm như là ta gái nguyên si không bằng. Ê mày, tên nó tên là gì hả mày? À, hình như tên Trinh thì phải. Hẹn gì, nó cứ tưởng nó là gái còn riêng không bằng. Biết đâu nó còn riêng thiệt sao mày? Tổ cha nó, hai phe cối còn thua ba con nhí nữa. Trời đánh mày, xui quá nghỉ, không thèm chơi nữa đâu. Đúng là xui. Chưa trời chưa trật rồi mà chưa thấy cứ lão nào mò tới đây nộp tiền cho bọn mình xài hết. Không tiền cũng chả sao, ta chỉ ngán má Út à. Bữa nào ế khách là mặt má chầm dầm mà, mắng mèo chửi chó mực không có tả nổi à. Bả mà quá hả thì tao nhảy qua chỗ khác tao làm. Sao thân mày mà đòi nhảy qua chỗ khác hả? Mày có chịu nổi cái lưỡi dao lam của đàn em hai mẹo không mà đòi nhảy? Nè, tao cho mày biết nha, tụi nó rạch cho mày thành chung vô diệm là hết làm ăn á nha em. Nè, nói hành nói tội ai đó quý chị. Ế quá buồn, tán chuyện tào lao chơi có sao không anh hai? Hả? Ế là do mấy chị còn non tay nghề, không biết sáng tạo, không chịu đổi mới. Hôm nào tôi phải mở khóa cấp tốc, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho quý vị mới được. Thôi đi, không dám đâu. Con này không có rảnh à. Để khóa đó cho vợ anh học đi. Chê thì thôi. Nè, có đám khách sộp á, tôi móc lại cho kìa. Rồi đón người ta vô đi. À, cảm ơn hai. À, anh hai lo cho em Út kỹ quá à. Dân phế liệu chắc toàn là đồ phế thải. Lan, ở lại đây anh hỏi chuyện coi. Muốn gì đây đại ca? Út chạy đâu rồi? Đi chợ, chắc cũng gần về rồi đó. Việc anh với Út chạy nhà em hôm trước có nhúc nhích được chút nào chưa hả? Hơi khó. Em bé suốt ngày đóng chặt cửa phòng, trừ mấy bữa cơm, ai hỏi gì cũng trả lời ngắn ngủn như chiếu lệ thôi. Mời em. Dường như em không hết lòng giúp anh trong vụ này thì phải. Có lẽ vì tôi làm điếm, không làm tú bà. Bán mình là một chuyện, gạ gẫm người khác bán mình là chuyện khác. Sao anh với bà Út dài không đích thân quyến dụ cô ấy? Nghề của mấy người mà, đâu phải là nghề của tôi. Nhưng anh nghĩ em dễ gần gũi cô ấy, em nói chuyện với cô ấy tiện hơn. Nói thế nào? Nói rằng ngày trước cũng như cô, tôi là một thiếu nữ ngây thơ mang tâm hồn trong trắng. Tuổi đôi môi phơi phới nhẹ như mây hồng, chỉ bởi tôi nghèo nuôi mẹ nuôi cha, chơi mấy đứa em còn ôm sách đến trường. Một bữa khiến tôi gặp băng anh hai mẹo, anh hứa hẹn tương lai, hứa giúp đỡ việc làm. Tương lai là đây, một thân thể được bài hàng, trong nhà chứa trang hoàng lộng lẫy đủ tiện nghi. Thời buổi khó khăn được học đòi lương thiện, danh dự nghĩa nhân người ta bán đầy đường, thì xác thịt có đem buông cũng dễ hiểu bình thường. Quan trọng là đồng tiền, là những chỉ vàng kia. Nhưng cô gái tên Trinh sao căn phòng quá kín, chẳng thiết vàng đeo mà cũng bất cần tiền. Nàng chỉ hết lòng hết dạ thương anh, khao khát được yêu được thú phận vợ hiền. Thế tại sao anh rất tâm đành đoạn, xô đẩy người ta vào bước đường cùng, đem một trái tim tinh khiết nhúng trong bụng. Hành động ấy khác nào là hành động sát nhân. Trời sinh anh ra để làm thằng lang bạc, không có số hiến thân nô lệ cho đàn bà.
Ngược lại, tại anh ẩn đầu quá mệnh, giỏi đồng quá đàn bà với phương tiện kinh doanh. Nọc răng hôi tanh vẫn kém tanh, bằng miệng lưỡi một anh chàng quen lý luận ma cô. Không có ma cô cuộc sống mất quân bình, làng điểm đang thịnh hành đừng coi rẻ ma cô. Trong hàng ngũ những tên vô lương tâm trên đất Sài Gòn này, Có lẽ anh đứng vào hàng đệ nhất đó. Lầm rồi cưng ơi. Anh chỉ là hàng tép riêu thôi. Vì anh hành nghề công khai trần trụi, không được che đậy bằng một lớp áo trang trọng đàng hoàng. Nè, chính những anh ma cô xách cặp táp mang kính gọng vàng mới đáng gọi là thượng đẳng siêu ma cô đó em à. Cũng như em đây. Sao? Em là điếm chuyên nghiệp. Đừng giận nhé. Điếm có bằng cấp. Em làm sao sánh nổi với các nàng điếm trá hình, loại điếm được người ta kính cẩn bắt tay đi xế hộp, khách quý trọng tất cả những bữa tiệc nổi cộng nhất ở thành phố này, phải không? Vô đây. Vô. Ngồi. Ba ơi. Ghé chơi mà bắt đứng quay. Trời ơi, lên đây con bé ơi. Đó, trời cái gì là tụi bé bắt nháo quá vậy. Lo nước nôi đi các con. Rồi mở nhạc lên, mở nhạc. Thôi vậy nè. Sao? Tôi cho mỗi em 1 tê rưỡi. 1 tê rưỡi? 5 em, vị chi là 7 tê rưỡi. Vậy à? Ê, tôi cho bà luôn 8 tê. Vậy sao trời ơi? Em điệu ghê vậy đó. Trời ơi, sao mà nó thơm phức vậy ạ? Nè tụi con, lại cảm ơn mấy anh đi rồi cái chia nhau cất đi nhau. Mà thôi, không được đâu. Để mất cất dùm cho ra ngoài đó nè, ăn uống nè, đi chơi rồi, nhà ở rồi, mấy anh lo đầy đủ hết trơn rồi. Tụi con mang tiền cái ông chi cho nó lỉnh kỉnh, rủi chúng nó giật ra chứ chết má. Dạ con. Rồi, xong lo sửa soạn đi giùm anh đi. Đâu còn đợi gì nữa. Thôi, tụi con đi nha má. Chào bà chủ. Rồi, đi vô vẻ. Chào bà chủ nha. Thôi mình đi Tư ơi. Tám ơi, đi Tám ơi. Vô vẻ nha. Ôi trời ơi, tiền thơm phức quá đã. Đã nha. Vô mắt đã nha. Hai mẹo. Đang đếm tiền, thấy mặt tôi cho bà mất hứng phải không? Làm gì mất hứng? Vì bà phải chia cho tôi sòng phẳng, không giếm một cắt nào. Anh làm như tôi tham lam gian xảo lắm vậy. Đây nè, tổng doanh thu đó 7,5 triệu đó, chia tứ lục. Phần tụi nó là 3 triệu, còn phần mình là 4,5 triệu. Tôi 2,25 triệu, anh 2,25 triệu, được không? 2,5 triệu chẳng. Gì 2,5 triệu? Tụi nó đưa dư bà 500 mà. Trời ơi, tính xác rạc, không rơi rớt hột nào hết. Mình đồng cân đồng lượng. Bà thiếu tôi bà mệt, tôi thiếu bà tôi cưa tay. Ráng mà điệu nghệ với nhau để tồn tại lâu dài. Qua mặt tôi hả? Coi chừng. Đừng nghe. Cái vụ này là tôi không ham, là tôi không khoái cái vụ này nha. Tôi kỹ cái vụ này dữ lắm nha. Trời ơi, tôi thề của đất trời nha. Đừng thề. Tôi không tin một thứ gì hết, kể cả chính tôi. Sao? A Sôi tới chưa? Trời ơi, giá hẹn đúng trưa 12 giờ là giờ tới. Ôi, cũng may phước mấy nhỏ đi với khách ra Vũng Tàu hết rồi. Bây giờ nhà vắng vẻ tiện lợi nha. Rõ ràng là cái điều tốt rồi đó. Bữa nay là chắc ngon sơ rồi, không còn gì. Bảo đảm là chả sẽ đem vàng đến chồng cho mình à. Lấy vàng là phần trách nhiệm của bà. Phần tôi đã chạy được thuốc rồi đây. Đáng lẽ chỉ cần 1 viên thôi, nhưng tánh tôi thì kỹ lưỡng. Đánh luôn 2 viên cho ăn chắc. Bà nhớ, bỏ thuốc vào ly nước có vẻ bông hoa. Đặt phía con trinh cho cẩn thận, còn A Sồi uống ly trần phải tách biệt cho rõ ràng. Và đây là bức thư tôi giả như từ xa gửi lại, dặn con trinh phải y lời. Tôi hiểu rồi, khỏi cần giảng thêm. Mua kế thì giữ nguyên đó phải không? Cứ tiến hành theo thứ tự, vàng bảo đảm chắc trong tay nè, vàng trước mắt tuổi mình. Vậy bà lên phòng của con trinh, tìm lời vỗ ngon vỗ ngọt. Tôi sẽ núp chờ quanh đây, bắt quả tang hai người đang bàn kế độc gì
đây? Trời đất ơi, thằng xì ke bữa nay nó dám đến vô đây. Trời ơi, chết tôi rồi, trời ơi, bể cái lỗ mũi rồi, trời ơi. Làm gì vậy? Làm gì ủa mửa? Bà làm như bà ở sạch lắm gì đó. Xin lỗi với bà. Sao? Sức ba dầu thơm chưa chắc bà tắm. Báo cho bà biết một tin. Xì ke mà tắm cho bà hay. Không dám tắm đâu. Trời ơi, nè, bà cứ đi lo công việc của bà đi. Để đây tôi nói chuyện với nó. Được rồi, tống cổ nó ra ngoài liền đi. Cấm không có cho nó vô đây nữa. Rồi coi làm ơn coi chừng ba cái đồ đạc hở một cái là nó sớt đi luôn. Trời ơi, chết tôi rồi. Sao? Chôm là chôm rồi, đâu có cần. Chú mày muốn gì đây? Kiếm anh. Chi vậy? Nói với anh hai điều. Nói đi. Thứ nhất, tôi yêu cầu anh hủy bỏ cái lệnh mà tụi bán thuốc lẻ nghỉ chơi với tôi. Làm tôi này mấy đứa bạn mắc gấp đôi gấp ba, tiền đâu mua cho nổi. À, hiểu rồi, hiểu rồi. Tôi sẽ chiều chú em mày ngay. Tao sẽ ra lệnh cúp luôn mấy thằng tiếp tế thuốc cho chú mày. Trời đất ơi. Một cách giúp chú mày cai thuốc miễn phí. Nay mai chú mày trở thành một thanh niên cường tráng, ngon lành, chịu chưa? Tôi chưa quyết định bỏ thuốc, tôi cũng không cần ngon lành với ai. Thật không? À, tao nghĩ mày vẫn nuôi ý định đối đầu với tao mà. Tôi không có khả năng đối đầu với một tay da búa sừng sỏ như anh. Tôi chỉ yêu cầu anh buông thả cô Trinh. Đó là điều thứ hai. Thằng Sơn này đến đây muốn đặt cái vấn đề. Ngon, mày ngon lắm. Vậy là mày ngon lành quá rồi. Tại sao mày chưa nói thẳng mời tao đi chỗ khác để mày nhào vô thay thế tao? Tôi không có máu làm anh chị, nhưng muốn làm cha anh chị. Gì đây? Phải không? Nè, mày còn lạ gì? Con Trinh cũng như những đứa con gái khác trong nhà này là nguồn quê lợi của tao, là sinh kế của tao, là đồ cơm của tao. Họ là một con người chứ không phải là một cây bông cây lúa. Mà đã là con người thì phải được quyền sống trong không gian trong lành và sáng sủa, chứ không phải một con vật thí thân trong nhà chưa bán thịt bán xương để nuôi mấy đứa vàng hùng. Thì thấy một lũ hùng tình mặt dễn mặt nghe rằng núp sau bóng tối bày khai thác cái ngây thơ cái nghèo nàn mà không thương hại. Thấy nước mắt chẳng động lòng lấy niềm đau của thiên hạ mà làm vui. Anh nói nghe có thơ lắm đó. Nhưng mọi người đang tranh sống mà ổ bánh ốm cồm mật nghĩ ít rồi đông. Đông cảnh bác giáo cuốn cuồng nên đi tìm chỗ chết là xong. Ai còn bất chấp chuyện nhân tình nghe lời đạo hạnh diện dông. Anh đừng lợi dụng lúc nhiễu như rồi lại tung hoành tác tệ. Mình chỉ có thể hại mình mà không được quyền hại đến người ta. Một lần cuối cùng tôi yêu cầu anh hãy buông thả cô Trinh ra. Sơn! Lần trước tao bỏ qua tạm tha cho mày, tao chưa trừng phạt. Mày không lượng sức giữ thân lại tự đưa cổ vào trong. Anh đừng có nói nhiều. Một lần cuối cùng tôi yêu cầu anh buông thả cô Trinh ra. Lại chơi dao nữa à? Sao lại không? Mày làm tao sợ quá. Ai bảo mày thiếu máu anh chị đâu nè. Thiếu với anh sao nổi. Gặp cái mặt anh là Lưu Đức Hòa đã nhập tôi liền à. Chiu 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 chiu. Có điều trong địa hạt này, mày chỉ đáng xếp vào hạng thực tập sinh thôi. Bất cứ thằng đàn em nào của tao cũng thừa bản lãnh cho mày đo giác. Giỡn chơi hả? Nhưng thôi, hôm nay tao chịu khó dạy cho mày một bài học chơi dao. Một trời một. Mời mày. Đừng giỡn nghe anh hai. Tôi nói tôi luộc và tôi chơi anh liền á nha. Tự nhiên. Xin mời. Anh giỡn hả? Tôi nói tôi chơi là tôi chơi anh liền đó. Được rồi, tao ngồi đây nè. Chết. Trời ơi, trời ơi, bữa bà con làng xóm ơi, nó giết hiệp sĩ rồi. Tụi bay, lôi nó vào trong. Hai mẹo, thả cô Trinh ra. Hai mẹo, thả cô Trinh ra, thả cô Trinh ra. Trời ơi, cha nó giết làm cho tao. Ây da, chị Úc à, chị Úc. Chị Úc à, Úc trai. Ây da, không lẽ hai mẹo với chị Úc này cho gọi ly tàu 3 giây sau đó. Còn nghĩ con cũng tiếp quá trời.
con lường lưới ăn chơi của người ta nó phẳng phiu và ngon lành quá, con lường ăn chơi của mình nó quanh quanh quẹo quẹo và giống như là ngã lâm chuồng cho vậy đó. Ủa tới rồi đó hả? Chà, đúng hẹn ghê à ha. Vậy chưa sao lại là chú kìa, con nhỏ nó lâu rồi đó. Thư thả đã, người đẹp còn trang điểm. Lại, người đẹp lại có bằng lòng thương A Sòi chưa đó? Thương hay không cần gì, mình cứ theo kế hoạch của anh hai đi. Nè tôi dặn nha, một lát nữa cái tôi bưng nước ra mời. Trên mâm có hai cái ly, một cái trơn và một cái có bông. Cái trơn là dành cho A Sòi, còn cái có vẻ bông ở trong đó có thuốc là dành cho con nhỏ, nhớ chưa? Rồi, nhớ chứ, cái này nhớ chứ, có hai cái ly. Rồi, làm sao mà ngồi quen liệt chứ. Mà tôi nhắc lại một lần nữa, nghe cho kỹ nha. Tuyệt đối không được dùng tới cái ly vẽ bông, nghe chưa? Uống vô là khỏe đó nha. Cái ly có bông uống vô là khỏe. Nhớ kỹ dùng nha cha nội. Uống bậy là tôi không có chịu trách nhiệm đâu nha. Bây giờ ngồi vô chứ, cái ly có bông là uống vô là khỏe chứ. Rồi, bây giờ tôi mời người đẹp ra nha. Nhưng mà nhớ nha, tôi dặn cái này. Trời, cái gì đó? Khi mà mời nó uống xong rồi đó, phải chờ một chút xíu cho thuốc nó thấm mới tấn công được, nghe không? Trời, phải lo vậy quá trời, lấy con lít lấy cũng biết chứ cái gì đâu này. Cây ly có bông uống vô là thẻ, cây ly có bông uống vô là thẻ. Đây, người đẹp giá lâm. Chào quý khách đi em. Chào cô hai đó, cô hai mạnh giỏi đó hả cô hai hả? Tôi vẫn bình thường, cảm ơn chú. Ngồi xuống đi, nói chuyện với chú Sòi đi. Em lên đây đi, để chị vô chị lo nước nha không? Ây da, cô hai hôm nay đẹp quá trời, Sòi gì không có da chứ. Tôi ở nhà quê, mặt bà ba quen rồi. Nhưng anh hai bắt phải chân diện thời trang, tôi khó chịu hết sức luôn à. Lung chưa, có lẽ anh hai làm vậy là lung quá trời chứ. Cái sắc đẹp của cô hai là sắc liếc hiên trời đó. Lại ăn bằng cái kiểu này là giống như một cái con diệt tiệm đó. Làm ở trong cái tô kiểu mới đẹp, làm trong cái tô sành nó không có ngon đó cô hai. Đây, mời quý vị, cam tươi đây, cam tươi cá bè đây. À, cam này của ông chủ vựa trái cây cộng lãnh tặng tôi đó, vừa ngọt mà vừa bổ nữa. Chú Sòi với cô Trinh uống thử coi. Hey, cảm ơn chị Úc chứ, chị Úc này tự ti quá trời. Cây ly có bông uống vô là thẻ. Dạ là chú à, cái này lỏ cho gọi là giấy bao ba số làm là chị Úc à. Ba số phải không? Có liền. Ây da, hôm nay là cô hai đẹp quá trời, Sòi gì cũng có da đó trời ơi. Ông chủ vui vẻ quá. Sòi vui là vì cô hai là không có ghét Sòi nữa đó. Là cho gọi lấy chuyện với La Trinh đó. Nếu mình nói chuyện với nhau đàng hoàng thì đâu có cái gì xảy ra. Lung rồi, cô hai dắt à gọi mới chứ. Hôm trước ở nhà đó ngồi về ngồi tiếc quá trời. Ngồi ăn lăng, ngồi hối hận, ngồi lanh vào cái mặt của ngồi mấy cái. Rồi ngồi chửi bảy tám lời ông cô tổ của Sòi. Sao dám dạy dột làm ngang, người ta là một cô gái loan trang, lại là bản thân của bạn bè. Cái tuổi 35 Sòi xin giận, cô hai bỏ qua cô hai liền có giận. Rồi đây mình sẽ quan hệ tốt hình, giống như bà con lây xôm. Anh hai tôi viết thư về dặn tôi quên chuyện cũ, để gặp lại chú Sòi nhờ nương tay giúp đỡ. Món nợ trả chưa xong, khoảng cho dài ba tuần nữa. Ây da, cái chuyện tiền bạc không có lan cái gì hết trơn á. Cái chỗ tình nghĩa mình mới bền lâu. Cô hai này gọi ở đây đi ha, gọi ngồi đi rồi còn đi lâu nữa chứ. Đó, ấy, bình tĩnh, rồi, ngồi xuống đó đi, trời ơi. Thôi, cô hai đi rồi, ngồi muốn liên tim vậy đó. Chết mẹ rồi, Sòi ngu quá. Hồi nãy giờ nói chuyện với cô hai, không có mời cô hai uống liếc chứ. Để mời cô hai uống liếc lại ha, rồi, uống trước lại. Bây giờ cô hai uống hết đi, cô hai này 100% là, vô lại, cam cái bè ngọt lắm là. Lo trời chiếu cái pha cam là sức chắc quá trời lê. Cam này tốt quá lại. Uống hay là cô hai ha. Bây giờ là bất quá à, 5-10 năm nữa thì có lẽ thằng anh hai cũng về chứ không sao đó. Cô hai không có buồn cái gì hết trơn á. Cái một bên lê là cũng có ngọ lo chứ đúng không. Có lẽ không sao đấy, cái này liệt rồi. Chú Sòi à, chú bị bệnh gì vậy? Không biết làm sao ngồi bị giật giật quá trời.
cô hai có bị giật không? À, không có, nhưng mà chú làm sao vậy? Không biết làm sao mà không biết cậu bị bệnh gì mà cái mình mảnh của ngọn nó dần dần nó ngứa quá trời quá đó. Chú có bị bệnh gì không? Ây da, trời ơi, không biết có bệnh gì đây. Cái lầu của ngọn nó tăng. Thiên thiên tôi đi cô hai, lì cô hai thiên tôi. Chú rồi ơi, chú đừng làm cho tôi sợ mà. Thiên tôi đi cô hai lì, giúp đỡ giùm tôi, giúp đỡ giùm tôi lì cô hai. Buông ra, buông ra. Không có buông đâu. Thiên tôi, buông ra. Ôi giời, đã quá trời. Ôi giời, trời ơi, không sao đâu. Ây da trời, ây da trời, chết mẹ rồi. Trời ơi, lên lên đi. Ây da chạy mau rồi, trời ơi. Trời đất ơi, trời đất ơi. Công Linh nó giết chú Sôi rồi. Trời ơi, các cha các tía đâu rồi? Các cha các tía đâu rồi? Trời ơi, Công Linh nó giết chú Sôi rồi đây nè. Trời ơi, không sao, chỉ bị thương thôi, không chết tôi mà sợ. Nhưng mà chở cha vô nhà thương đi, trời ơi, máu mẹ không, tôi thấy sợ quá. Chở đi. Dừng lại. Không được, đưa vô nhà thương là bể ổ. Tụi bay khiêng hắn ra nhà sau, kiếm anh côn thuốc đỏ băng bó tạm. Lát nữa tao tin. Dạ. Có thuốc đỏ không? Ngoài sao? Đi. Khiêng đi. Kỳ lạ thật, sao mà con Trinh nó vẫn sân sẩn, rồi nó còn đánh ngã gục chú Sôi nữa là sao? Con Trinh đâu? Trời ơi, nó nằm nó khóc ở trong phòng á. À, Sôi ngồi đây phải không? Đúng rồi, chả ngồi đây nè, còn con Trinh thì ngồi bên kia. Ai đặt mâm nước? Tôi chứ ai. Thuốc ở ly nào? Thì anh dặn để cái ly bông đó. Chết mẹ rồi. Hả? Để sao cái ly vẽ bông nằm bên chú Sôi? Ai có biết đâu nè. Trời ơi, rõ ràng là tôi đặt cái ly bông bên con Trinh mà tại sao bây giờ chạy qua cha Sôi vậy? Một là tại bà lẫn. Hai là tại thằng Sôi ngu. Ba là tại con Trinh nó quá khôn, chưa biết tại chỗ nào. Trời ơi, chỗ nào thì chỗ, kể như là hư bột hư đường hết rồi. Mất tôi một cái vàng, vàng tôi miệng mà ăn không được nè. Bởi vậy tôi nói vàng như vậy. Đã chết ai đâu mà bà tu tréo là gì vậy? Bà tưởng tôi chịu thua à? Để mất một cái vàng dễ như vậy lắm mà. Nó làm tôi mất một, tôi bắt nó phải trả 10. Nó không chịu làm điếm super, tôi cho nó làm điếm hàng bét. Nghĩa là sao? Nó không được làm người nữa, mà nó phải là một con vật. Con vật bẩn thỉu tanh hôi, chỉ đáng dứt ngoài đường. Tụi bay đâu? Dạ, anh hai. Gọi tụi em này. Cởi áo ra. Chi anh hai vậy này? Tao bảo cởi ra. Dạ, cởi. Con ba. Em cởi nè hả? Ai bảo bà cởi? Vào gọi con Trinh ra đây. Thôi ơi, làm hết hồn tưởng đâu biểu tôi cởi ra nữa chứ. Thôi đi má ơi, má mà cởi ra tụi tôi cắn lưỡi á. Vô dẫn ra đi mẹ. Hôm nay tụi bay sẽ được thưởng đó. Trả thưởng gì vậy anh hai? Từ từ. Dạ. Yeah. Hồi hợp quá. Ra đây, mau đi, ra đây. Anh hai ơi, người ta. Đừng khóc nữa, có anh đi. Trinh, mày đã làm cho tao mất sạch tất cả. Làm người mày không muốn, lại muốn làm một con vật. Được, tao sẽ cho mày thưởng thức cái tâm trạng đó. Tụi bay đâu? Dạ. Bắt đầu đi. Bầy lan xoay tôi như đời anh trôi nổi kiếp quang đàn. Trinh ơi con về cho em sao cơn giông bão phũ phàng. Vết nhục hôm nay cả một đời không xóa được niềm đau kéo dài hết nước mắt cũng chưa rơi. À,
anh bất lực nhìn em gào thét đến món hơi, muốn đạp ngã đất trời muôn bơi tung thiên hà. Anh quán giận mình và anh khóc ghi cho em, số phận bạc đến bậc nào sao ngang trái đoạn trường. Tôi có tội tình gì? Kiếp trước tôi có ở ác với ai? Kiếp này tôi đã gian tham lộc lừa hay trao trợ? Mà tại sao tôi phải nhận một quả báo nặng nề, một tuổi xanh khốn khổ? Từ trên chót đến mộng tương lai, người ta đang tay xô ngã xuống. Không, ai kêu tôi vậy? Anh đây, thằng tồi tàn đốn mặt, nghe tiếng em kêu mà gục mặt cắn môi khan. Kêu thì kêu vậy, nghe thì nghe đó, nhưng chúng mình còn gì để cứu lấy chúng mình đây, khi đã có những con người đã biến thành thú máu điên say? Đạp xe sẽ nhỏ yếu mềm, chỉ là món mồi ngon chợt mai chợt xuôi. Phải, ta đang đi trên lối mòn treo leo dốc núi hứng dực lên mù sương phủ, còn hổ thẳm thì trải rộng dưới chân. Ai ai đưa bàn tay thương cảm nghĩa nhân, ai nhỏ cho vài giọt nước mắt. Chúng tôi cũng ao ước sống yêu đời như ai khác, mà ngó lại quanh mình sao lạnh nhạt dưng dưng. Có ai không? Có ai không? Cho tôi xin một chút nghị lực đổi đời, để cứu cô gái kia thoát khỏi mạng lưới trùng trùng tội ác. Có ai không? Còn ai không? Anh Trinh. Trinh. Anh Trinh. 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 Trời ơi, trong căn nhà khủng khiếp này lại có thêm một người con gái bị vùi vào. Trinh ơi, tim tao rớt ra mày biết không, mày ngừng lại. Trời ơi, xe gì cứ sao con lắc qua lắc lại hoài, sao con chạy được? Cái gì mày lãng, mày tưởng như tao trẻ? Ôi, Tám ơi, Tám ơi, Tám ơi, Tám ơi, trời sắp trời mưa, Tám ơi vô đây núp đi, Tám ơi vô đây, vô đây, vô đây, vô đây. Trời ơi Tám ơi, con lại gì Tám ơi, đi mấy ngày rồi đói bụng gần chết rồi, không biết đường đâu mà tìm nó về đi Tám. Con đang nghĩ gì mà Tám? Tao kiếm con tao không được, mày cứ than đói hoài. Tao nói rồi, tao mà kiếm nó không được thì tao cũng không có về nhà nữa đâu. Sơn, Sơn ơi, con ở nơi đâu? Sao con đi không về với má, để tuổi già má thêm
ơi, mày ở đâu Sơn? Giọt sầu rưng rưng là bao nhiêu bao tố trong lòng. Chiều chiều má ra vào trong ngóng, đứa con đi khờ không biết bây giờ nó trôi dạt về đâu. Thôi nha Tám, vậy mình về nha Tám, con chở gì về Tám? Nữa à, tao về hoài à. Con đói bụng quá. Đói bụng quá, tao đã nói rồi mà. Tao mà không kiếm con tao được thì tao không có về nhà nữa, mày nghe tao nói không? Rồi nghe rồi. Tám ơi, Tám ơi, giờ còn một chỗ nữa thôi, chỗ này nữa thôi, lỡ chỗ này mà tìm không được nó nữa là không có rồi. Nghe chịu không? Không có, chắc phải lên trại cải tạo kiếm nó quá. Rồi leo lên. Sơn à, hồi nãy mưa lớn quá trời, anh không chịu ra tắm mưa với em. Trời, em có nói chơi hoài, người ta xì ke mà em cứ rủ tắm hoài. Trinh à. Dạ. Chị Lan chứ hẹn mà giờ này sao không thấy tới nữa. Trời đang mưa, làm sao mà chị tới được. Không hiểu làm sao mà chị dám cứu mình thoát khỏi nhà mẹ Út. Trời ơi, cái đám đó đó hả, nó cắt cổ người ta như là cắt cổ gà, cắt cổ vịt vậy. Vì chị ấy không muốn em sa vào con đường như chị ấy. Chị ấy tốt thiệt đó. Nhưng mà đã trễ quá rồi, em còn sáng được nữa đâu mà sợ tối. Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, hãy quên cái chuyện đó đi. Mỗi lần nhắc tới thì nhớ, nhớ rồi buồn. Nghe lời anh, quên đi. Làm sao mà em quên được? Hồi nãy tắm mưa, em mong mỏi những giọt mưa màu nhiệm của đất trời sẽ giúp em gội sạch những vết nhục nhằn trên cơ thể. Nhưng không, hãy mỗi lần nhắc tới bất cứ một thứ gì là em nhớ lại căn nhà u quê. Em bỗng ghê tởm dính da thịt mình như nó đã bén rễ ung thư. Lỡ nắng thân người nồng nặc bốc mùi tanh hôi, không dám để một ai nhìn, thèm được chết vùi hết bận nhớ. Cuộc đời còn gì là mong là mơ, sống chỉ tuổi phận cực lòng khắc khoải chán trường triền miên. Biết rằng quên không dễ chuyện kinh hoàng, làm một đời người con gái dở dàng. Nhưng hãy ngó lại quanh mình, còn nhiều số phận đau buồn hơn. Người ta vẫn lao thân kiên trì nhẫn nại để lướt qua mọi khổ ái trên đường. Em lèm lúc đến tận cùng, cố gây dùng cũng bằng không. Khi dưới cơn giá lạnh mùa đông, tự nhiên nắng ấm mùa xuân sẽ đến. Cuộc đời em rồi xem vậy thôi, đừng buồn nữa. Anh cứ khuyên nhủ em hoài à. Sao anh không tự khuyên nhủ anh đi? Anh cũng đang sống buông thả, mặc kệ chán đời. Cũng có lần anh đòi chết vậy. Ôi, anh là thằng xì ke mà nói tới anh chỉ cho nó mệt. Thiếu gì thằng xì ke bỏ hút bỏ chích. Xì ke đâu phải là cái bệnh ghiền mà mình không có chữa được. Sao em biết không chữa? Em thấy đó, bỏ 5 lần 7 lượt ở hoài bỏ không được. Sao không được? Thì bỏ không được chứ sao. Em nhìn thân thể của anh coi, nó còi cọc, không tương lai, không sự nghiệp. Sống một kiếp chùm gửi dư thừa như một thứ cặn bã mục nát bỏ đi.
để rồi tiếc những ngày xanh không vết không tì. Anh đánh mất từ buổi đầu xa ngã rồi. Tôi nói thiệt nha, nếu anh mà có chết đi thì tôi không có khóc đâu. Trời, vô duyên người ta chứ, ngon vui miệng dù tôi chết thì mắc mớ thì nhiên dù tôi chết thì vô duyên. Em chỉ tội nghiệp là tội nghiệp cho mẹ của anh đó. Anh Sơn à, bộ anh không có thương mẹ của anh sao? Nói nghe kỳ cục, thương sao không thương? Tôi thương mẹ tôi nhiều lắm chứ. Mẹ tôi những ngày nào trên vai nặng gánh đậu gánh khoai, từ con đường làng dẫn xa xuống chợ, gánh nặng mặt lòng nhưng không bao giờ bà quên giặt diêu đứa con thơ. Sợ nó ở nhà thui thủi không ai lo, dù miệng luôn giao bán mời mọc khách mua, tài vẫn nắm chặt lấy tài con, sợ nó bơ vơ tuổi phận nhà nghèo. Dầm nắng đổi sương để nhường cho con đổi nón, mà thằng con nó hư khi nó đã lớn nghi khôn rồi. Trời cho anh được có mẹ dắt tay đi trong tuổi thơ ngày cho đến lúc trưởng thành, mà tại sao anh quên đi tình mẫu tử, quên công cha nghĩa mẹ dần tráng nhân chờ đợi đứa con về. Biết mẹ đợi mẹ trong nhưng tôi tìm đâu ra can đảm bây giờ. Còn đánh hỏng cuộc đời, không còn gì nữa ngày mai. Thôi anh Sơn ơi, anh đừng có buồn, đừng có khóc nữa. Tự nhiên ta đang vui, cái em nhắc tới má ta cho ta buồn ta khóc, cái miểu đừng khóc. Riết rồi em làm tôi như con búp bê. Anh Sơn ơi, em đói bụng quá à. Trời Phật ơi, sao em đói hoài vậy? Có bao nhiêu tiền em ăn mẹ anh hết rồi à. Còn không đủ tiền cho tôi mua viên y mê nữa à. Giờ đói nữa. Giờ anh kiếm gì cho em ăn đỡ đi. Tiền nữa đâu kiếm. Ráng chịu đi à. Dạ bác kêu con. Trời ơi, ta còn nhỏ xíu mà kêu bác gì. Đi dù không? Vậy dù không? Không có, hết mưa rồi, đâu có cần dù. Ngoài, trời ơi, dù kia kìa. Dù kia? À, cái dù mà người ta che, người ta bán cà phê hả? Trời ơi, không phải là dù đó. Dù đó. Rồi, biết rồi. Anh ơi. Ừ? Dù không? Gì? Gì nói bậy bạ vậy? À, đằng kia người ta cho mượn dù kìa, lại lấy dù đi. Mẹ mày, người ta con gái đàng hoàng mày suy nghĩ sao mày rủ dù mày? Hả mày? Tao rủ con nhỏ đó chứ rủ mày sao mày cự tao mày? Tao mà dù là con nước mày lết cho mày đi gì nổi. Mày đứng mày nói tao đâm mày bỏ mày. Mày đỡ mày. Dù cũng dù thôi làm dữ vậy mày. Đi mày. Trời ơi cái anh này kỳ quá à. Người ta có lòng tốt, thấy trời mưa người ta cho mượn dù. Không mượn thôi làm gì đòi đánh người ta. Trời ơi em nói mày mạ không à. Cái gì trời mưa mượn dù? Nó tưởng em là gái điếm. Nó rủ đi phòng ngủ chứ cái gì mà mượn dù. Anh Sơn ơi, em sợ quá à.
Ở đây là cô hồn trác đảng không nó cho em biết gì đó. Anh sao vậy? Rồi anh lại giả nó rồi phải không? Trời, anh sốt quá. Em biết làm sao bây giờ đây? Anh cần một viên ime, một chút nhựa bông cũng được nữa. Không có là anh chết đó Trinh ơi. Nhưng mà đã hết tiền rồi, lấy đâu mà mua thuốc cho anh? Em bán mẹ bộ đồ em mặc cho anh đi. Không được, bán lấy đâu mà. Anh Sơn ơi, anh đừng có làm em sợ nha anh Sơn. Anh ráng chút xíu đi anh Sơn. Anh ráng chút xíu đi nha. Trời ơi anh Sơn à, anh đừng có làm như vậy mà. Để từ từ mình tính mà. Cái đau này nó trấn áp cái đau kia, chứ làm sao anh chịu nổi. Anh Sơn ơi, trời, biết làm sao bây giờ đây? Máu ra nhiều quá nè. Anh Sơn ơi, đừng có làm em sợ mà. Chuyện gì đó cô em? Ông ơi, anh bệnh nè ông ơi. Bồ chồng của em hả? Không, bạn. Anh bạn của em tới cử chứ gì. Đừng có chối, thứ đó tôi gặp Hà Rầm mà. Ông ơi, anh cần thuốc, ông có thể... Xì ke thì tôi không có đâu. Dạ, nếu có thể ông giúp giùm một ít tiền để tôi kiếm thuốc, tôi mua cho anh uống. Nếu không thì anh sẽ chết mất đi ông ơi. Tiền? Tiền thì dễ thôi, nhưng mà phải có qua có lại mới tội lòng nhau chứ. Ông muốn sao? Em đi với anh đi. Đi đâu? Vũ. Không đâu, không, tôi không phải. Không phải là gái đâu ông ơi. Không phải thì thôi. Em ơi, ông à. Sao? Tôi lại ông mà. Chịu rồi đó hả? Tôi xin ông mà. Cô em à, có gì đâu mà xin. Thấy cô em tôi biết không phải là dân chuyên nghiệp, nhưng mà nghề nào cũng phải có lúc khởi đầu chứ. Bỡ ngỡ một chút rồi sao sẽ quên đi. Hết thấy ngần ngại chi. Không, tôi không thể nào làm như vậy được. Đã kết xe với anh nghiện xì ke thì trước sau không thoát khỏi con đường bán xác để nuôi thân. Còn bao nhiêu thứ nghề khác mà. Nghề nào hơn kiếm tiền vừa mau lẹ, lại vừa nhiều đủ cơm trắng cơm đen. Chớ muốn men vào công ty xí nghiệp, gạo thiếu ăn còn đâu dư chải thuốc. Nghe anh đi em sẽ không thiệt thòi gì. Trước nỗi đau sâu thẳm của con người, sao ông có thể hững hờ nói những lời khinh bạc nhân tâm. Ôi, khách chơi qua đâu dài đợi đến qua tàn. Đây là thời điểm chín vàng, một bên cần tiền bên lại cần vui. Các ông thật ác độc, vô cùng ác độc mà. Bỏ anh trời kia thiếu thuốc càng ác độc hơn. Trời đang lạnh mà cơn giả nó hoành hành, anh ta chỉ có chết thôi. Em đi với anh đi. Anh rất lịch sự, biết cưng chiều, không thô bỉ như bọn đá cá lăn dưa đâu mà sợ. Sơn ơi. Nè, anh sẽ tặng em 30.000, có thể 50.000 nữa. Đây, anh tặng trước cho bạn của em một viên ime nè. Cảm ơn ông nha. Có gì đâu mà nghĩa. Nè, uống đi anh, uống đi. Nè, nếu em ngoan đó, em sẽ có thừa tiền mua thuốc cho anh bạn ghiền đó. Có tiền nhiều hả? Đi anh em đi. Đi mà. Không đâu, anh Sơn ơi, anh Sơn. Đi để có tiền lo cho anh bạn ghiền đó chứ. Anh Sơn ơi. Có ai không làm ơn cho tôi xin một liều thuốc, cho tôi vài trăm bạc, làm ơn cho tôi xin một viên y mê, tôi gian lại mà. Làm ơn làm phước cho tôi xin mà. Anh Sơn, anh sao vậy?
Ai đó cho tôi xin vài trăm, vài chục bạc, cho tôi xin một viên em ấy. Tôi lại các người mà cho tôi xin, cho tôi xin. Anh có thể như vậy sao anh Sơn? Anh tệ đến nỗi ăn mày ăn xin như vậy sao? Ai, ai vậy? Tôi đây. Lan này. Chị Lan hả? Anh giỏi, khỏe không? Mới tới hả? Mới tới, nhưng không mới lắm. Còn kịp, kịp chứng kiến anh là một thằng ăn mày. Tôi ăn mày? Đâu có. Đây nè, anh nhìn đi, anh nhìn thử xem mặt mũi của anh kìa. Anh nhìn đi. Ủa, mặt tôi sao kỳ, sao nay xanh lè xanh lét vậy? Anh đã nhận ra được anh rồi chứ gì? Anh nhận được mặt anh rồi chứ gì? Đẹp trai lắm hả? Hãnh diện lắm hả? Mặc kệ tôi, mặc xác tôi, có can hệ gì đến cô chứ? Nè, cô đừng có tưởng cô giúp được tôi rồi có quyền lên lớp cô xài xẻ tôi. Nhưng mà tôi là xì ke. Nhưng mà anh, thằng ghiền, ăn cắp, ăn trộm, ăn xin nữa là sao? Còn cô là cái thá gì mà cô lên tiếng, cô nặng lời, cô xài xẻ tôi? Nhưng mà tôi nói mà... cô là cái thá gì? Cô chỉ là một con điếm. Cô lãng mày. Anh Sơn, anh có sao không? Sao gì? Cái nói tôi nói nặng lại à? Xin lỗi anh nha, tôi lỡ nặng tay đi anh. Phải, anh nói phải. Sao không phải? Nói sao không phải? Tôi có là người gì đâu. Tôi xấu xa hơn cả một anh ghiền, một anh ăn cắp, ăn xin gì tôi. Tôi là một con điếm. Tôi là một con điếm nè. Con điếm nè. Duy có một điều, tuy là một con điếm xấu xa, nhưng tôi lại muốn thấy mọi người chung quanh đều sáng long lanh như những viên ngọc. Đừng rớt sụp trong đêm đen ác hiểm thiệt thân mình. Vì tâm âu miếng cơm, vì gánh nặng gia đình, tôi trót lỡ cho người ta mặc tình mua bán. Còn anh với cô Trinh là hai giọt nắng trôi chang, mầm sống nồng nàn để yêu thương gầy chân. Nếu phải trải thân cho hai người làm chỗ đứng, tôi cũng cam tâm không đau núng ngại ngùng. Cảm ơn chị, tôi xin lỗi đã nặng lời với chị. Nhưng tôi quá nhút nhơ rạ một từ bao giờ. Cứu giùm cô Trinh tôi gian lại. Chị cứu giùm cô Trinh, chị Lan ơi. Anh Sơn, người cứu gỡ cho cô Trinh chính là anh, chứ không ngoài ai khác được. Tôi làm sao cứu được? Anh hiểu cô ấy từ bước lần đần đầu tiên đến nỗi bất hạnh mới qua đầu. Định mệnh đã dẫn anh đơn với cô ấy để ràng buộc cuộc đời. Chưa biết sau này sẽ ra sao, nhưng trong cảnh ngộ trước mắt bây giờ, chắc anh khó xa rời cô ấy được. Hai số phận đau buồn gặp gỡ nhau rồi gắn chặt vào nhau như một lời giao. Kẻ ngã người nâng, âu cũng là duyên phước xếp đặt nên. Tôi bất tài chìm nổi lên đến, gỡ mình chưa xong thì còn gỡ cho ai được nữa. Nhìn mình trong gương tôi ngỡ là một xác ma nhúp nhua. Kẻ sống như chết rồi đừng nhắc nữa là hơn. Bệnh ghiền,
đúng là thứ bệnh khó trừ căn. Nhưng anh đừng quên có một phép lạ vẫn biến đổi được mọi quyền năng từ đen sang trắng. Phép lạ nào? Tình yêu. Thôi đi bà nội ơi, thằng Ghiền có tình yêu đâu. Thằng Ghiền thì chỉ yêu thuốc thôi, còn người ta ai mà thèm yêu thằng Ghiền. Anh Sơn, trên đời không ai không có tình yêu, dù là kẻ phong đơn cùi hủi. Quả chăng chỉ có một mặc cảm tự ti nào đó mình chưa dám thú nhận mình đã yêu thôi. Anh xét lại coi. Sao? Anh có yêu Trinh không? Chị ạ. Nếu có, tình yêu đó sẽ giúp anh thoát khỏi bệnh ghiền. Vì chỉ dứt khoát được bệnh ghiền, anh mới có thể bảo vệ được Trinh, bảo vệ tình yêu của hai người. Không còn con đường nào khác nữa anh Sơn à. Chị Lan à, bây giờ mà tôi mà yêu cái là tôi bỏ thuốc được ha. À, nhắm mắt hả hỏng yêu cái đùng cái là tôi hết nhìn thiệt kìa hả chị. Chị Lan tôi ơi biết mà. Chị Lan, nãy giờ chị em nói chuyện. Cho tôi xin 30. Trời ơi, nói chuyện chưa xong gì hết trơn à, xin tiền rồi hả? Rồi 20 thôi. Không có được. Rồi, tôi xin chị 15 đồng thôi. Tôi mua viên email thôi chị Lan. Anh nín, anh nghe tôi nói tiếp nè. Nói rồi cho tôi xin 15, nói cho chị. Tôi biết anh đang cần thuốc. Cần lắm chứ. Nhưng tôi không cho phép tôi giúp anh loại độc dược ác hại đó. Đừng tàn nhẫn nghe chị Lan. Anh nín đi, anh nghe nè. Hiện thằng Hai Mẹo sai đàn em ráo riết săn lùng hai người. Trời đất ơi. Anh liệu tìm cách đưa cô Trinh đi ẩn ở một nơi nào kín đáo. Trời đất ơi. Mai tôi sẽ trở lại, mình sẽ gặp nhau nếu anh chưa đi. Nhớ nha. Trời đất ơi, thằng Hai Mẹo này ăn hết của ông nội bà nội, sao nó tìm tôi hoài vậy? Tôi đi còn bộ đồ sát da tìm tôi làm gì? Chị Lan. Trời ơi, xin từ 30 xuống còn 15 mà không cho nữa hả mẹ? Chị Lan hỏi tôi có yêu Trinh không? Tôi có yêu Trinh không? Nếu không, tại sao tôi lo lắng cho cô ấy từng giây từng phút? Tại sao tôi dám thí thân vì cô ấy? Tại sao tôi lại đau khổ vì nỗi khổ đau của cô ấy? Tại sao vậy? Tại sao? Trinh ơi! Trinh à! Trinh ơi! Em đâu rồi? Em bỏ em đi rồi phải không? Mà em bỏ em đi là phải, tại vì tôi là một thằng xì ke. Tôi không giúp được gì cho em, tôi không làm được gì cho em hết. Tôi không giúp được gì cho em, tôi không làm được gì cho em hết mà. Anh Sơn ơi, anh tỉnh dậy đi. Anh sao rồi hả? Anh Sơn ơi, em nè. Trinh hả? Dạ. Vậy mà anh tưởng đâu em bỏ anh em đi luôn rồi chứ. Không có đâu, em không có bỏ anh. Em đi kiếm thuốc em mua cho anh, 2 gói một lượt luôn. Thuốc? Đi nè. Cảm ơn em. Từ từ đi mà anh. Nè, còn gói nữa nè. Hai gói lần hả? Ừ. Cho anh xả láng luôn nha em. Cho anh xả láng luôn đó. Trời, hồi nãy anh làm em mất hồn luôn à. Sao rồi anh Sơn? Anh thấy trong người anh sao rồi hả anh Sơn? Anh thấy đỡ được chút nào chưa anh Sơn? Thứ này nó kỳ lắm em, không có thì nó giật giả, mà vô rồi phê đã lắm. Trời, anh biết không, thuốc gì á mà mắc hơn vàng gì đó, 10.000 đồng mà em mua được có 2 gói à. Trời ơi, nó mắc mới là vật giả cực khổ như vậy, chứ nó có cắt xu thì đâu có vật giả như vậy. Lâu lắm rồi nha anh có chơi 2 gói đủ đô nha em, vô là nó phê liền nha em. Tiện đâu mà có mua cho anh 2 gói dữ vậy. Ê, ăn cắp hả? Không ở có. Đâu vậy? Chỉ đi. Thuốc mà vô rồi anh tỉnh, 2 ngón anh lẹ lắm. Chỉ đi, ở chỗ nào vậy? Người ta cho. Ai tốt quá vậy? Cho anh biết nhà đi. Còn mấy cho anh biết địa chỉ anh đến anh xin lịch sự lắm. Ông khách.
ông khách nào? Ông khách hồi nãy, ông đứng đây nè. Đồ đệ! Ai xúi em? Ai biểu em? Ai xúi em đi làm đi? Có ai xúi biểu em đâu? Thấy anh vật vã nên em phải núi mặt. Em bước vào chỗ ngặt nghèo kia, kiếm bình thuốc đem về cho anh dằm tháng qua đêm. Ai thèm nhờ tới tay em là một thứ nghĩa hiệp đần. Tiền chớ bận, tôi không cần, tôi không cần, tôi chết bạc bác tôi mặc kệ tôi. Ơi, có sao gì anh giận em, số phận nát tan rồi. Thế nhục một đời thì làm đêm có khác gì đâu. Làm đêm là tự bản thân, là tự mình hiến dâng cuộc đời của mình cho người ta vùi dập. Trinh ơi, con đường anh không muốn cho em đi, mà giờ đây thì em đã dập rồi. Em chỉ thấy đau một, còn anh thì nát ruột thấy đau mười. Thuốc em mua cho anh đi đã nuốt đi vào người, là nuốt xót xa cả một đời người con gái, nuốt những dòng nước mắt của em rơi. Một đêm nghĩa tình đủ để em vui, nhưng cái tác của anh vừa rồi đã làm cho em thêm ấm. Trinh ơi, vì em biết đó là cái tác thương yêu mà dẫn anh đánh em, mà anh thắng quẳng trong lòng. Lòng anh muốn em như mây trời, là môi sáng ngời không bao giờ cho tắt nụ cười. Trần gian nghìn cây trăm đắng xin dành đó anh. Thân số mong manh trong trên trên đường đêm, em không ngại đời ghen ghét vì em trong quán trái. Chỉ e quanh mình đông lạnh mắt người thơ. Lúc vui hay buồn có anh chờ em mãi mãi. Lấy chi em đền muôn mô bấm dài tình xu. Nếu phải đền ơn anh em chỉ cần một lời hứa, đừng một lần dám chân vào ngưỡng cửa nhục nhằn. Đồng tiền bản thân không nhớ nhút nào bằng, em biết vậy mà vẫn đành cất bước anh sơ. Trời ơi, để anh run rẩy trong mơ em làm sao chịu được. Anh đã bao lần cực khổ vì em. Em đã xem anh như một người anh, mà tại sao không? Trinh, anh xin lỗi em, anh xin lỗi em. Anh không có lỗi gì đâu anh Sơn. Yêu sao biến cho đêm dài, cho quen với nồng cay. Yêu để thấy bao lâu đài, giờ chỉ còn vài trang giấy. Dòng mực xanh còn đây, hứa cho nhiều, dù bao lời nói đã phai tàn thành mây thành khói, cũng theo hư không mà đi.
Thanh Sơn. Trinh. Hả? Hai mèo. Đủ rồi, hãy bỏ qua hết đi, xem như không có chuyện gì xảy ra tất cả. Về với anh, anh đã biết mọi chuyện rồi. Đứa nào bắt em phải khổ, anh cho nó trả giá đắt. Trinh, đừng, đừng đi em. Về hai mèo, chính mày, chính mày đã phá nát cuộc đời của tao. Trinh, tao hận mày, tao hận mày. Trinh, Trinh, Trinh à, Trinh ơi, Trinh à. Trinh nè. Xe cán lên rồi, xe cán lên rồi, trời ơi. Trinh, đừng, đừng bắt em Trinh tôi chết, hãy để cái chết đó cho tôi. Ơi, cái thằng dít dắt này dắt sai đi tới đâu là mất biết tới đó. Đây nè, đây nè, tới nè bà ơi. Bệnh viện gì đâu mà rộng còn hơn là cái chợ Sài Gòn. Đi hết cái bệnh viện này phải ăn một con gà, uống một thùng bia mới lấy lại sức. Mày hở ra là ăn với uống không à? Sao có kiếm được nó không? Tưởng chuyện gì chuyện mới dễ. Ở góc biển chân mây nào mà con không tìm được nó ta? Vậy hả con? Con kiếm được nó rồi hả? Được rồi. Sao con tìm được nó rồi hả con? Dạ. Nó có hỏi gì không con? Thì con hả, nó có nói nhớ gì không con? Bây giờ nó mập ốm ra sao con? Nó có khỏe không con? Hả con nói cho gì? Cảm ơn. Làm gì nổ như Đại Liên sao con trả lời kịp? Trời ơi, tao mừng quá mà. Mày làm ơn mày cho tao gặp con tao chút xíu đi. Đây nè, bình tĩnh con kể cho chị nghe. Người ta đưa thằng Sơn vô bệnh viện này 6 tháng rồi. Đầu tiên là trị lành vết thương cho nó, sau đó trị cái bệnh mà giật á. Mỗi lần lên cơn là ta lột hết đồ là tránh xuống nước. Có ngày đó là nó lên cơn 40-50 lần, đến 40-50 lần luôn. Trời ơi trời, trời ơi con tao, tao thương như ngọc như vàng vậy đó. Nó không có bao giờ dám đụng tới một bạt tay vậy mà người ta tánh nước nó. Trời ơi trời. Trời ơi, trị bệnh bà ơi. Cái đó ta gọi là phương pháp giật. Giật giật gì? Giật giật gì? Giật gì đó, giật gì đó, giật, giật gì đó. Ai? Giật gì đó? Ai giật ai? Giật ai? Giật gì đó? Không có giật gì đó. Giật gì? Hả? Giật mày hả, giật gì? Không phải. À nhớ rồi, giật liệu xây dựng. Trời ơi, cắt nhà. Không phải. Cái đó cắt nhà. Không phải, phải. Vật lý trị liệu bà ơi. Trời ơi, vật lý trị liệu mà mày la vật liệu xây dựng. Vật lý trị liệu. Mà lại là sao? Ai biết sao? Mấy bài ta nói sao con nói y chang vậy Tám nghe đó. Tám ơi, giờ Tám ngồi đây nghe Tám. Con chạy xuống này chút nghe Tám. Rồi mày đi đâu nữa? Trời ơi, không biết tại sao mấy tháng nay làm ăn không được trơn trọi á. Khách tới bỏ đi. Không biết họ chạy xe cái kiểu gì mà không có hư. Phải rồi, không chừng tại mày dở cái mửng đâm lũng ruột xe người ta hoài đó. Nên 1 đồng 10, 10 đồng tới 100. Riết rồi không còn ai dám mò tới chỗ mày sửa nó chứ gì. Không phải đâu Tám ơi. Có tình trạng bế tắc này là có lẽ tại tình yêu. Tình yêu? Phải. Tình yêu với sửa xe có ăn chung gì với nhau đâu mà mày đổ thừa. Ăn chung lắm chứ Tám. Tám ơi con thương con đẹp bán bò giò duyên ở xóm trên. Tớ tưởng đêm ngày khóc ngát mặt mày, mà sao con nhỏ cứ tình bơ, khiến con như dại như cuồng như điên mang bình quên. Xe này tuột sân con lại mở đùm, niềm công con tường để ta long. Sửa đi sửa lại sửa hoài không xong, khách bỏ đi. Cũng đáng đời mày à, chỉ giỏi bô bô cái miệng ở trong nhà không à. Còn cái chuyện người ta ra đường á, mày gặp gái cái mày xu cò à. Thương người ta mà mày không dám nói. Mắc cỡ thấy mồ. Ôi trời ơi, cái mặt mày đó là thuộc về loại mặt y đóng xi đáp rồi. Đinh đấm vô nó còn kêu bon bon bon. Ở đâu mà mắc cỡ? Mày nói mày mắc cỡ sao tao nghe tao tức cười quá. Thôi thôi được rồi, để đó đi. Chờ tao nhổ hết đám đậu phơi phóng xong rồi á, tao chịu khó lợi đại diện tía má mày tao coi mắt tao cứ cho. Tám ơi, Tám hứa cứ vợ cho con nghe Tám. Thề nghe Tám, Tám thề nghe Tám, thề nghe Tám. Ê kìa kìa Tám, Tám kìa kìa, thằng Sơn ra rồi kìa Tám. Đó đó. Sơn con. Mà con mà
Má, đây là chị Lan, là bạn của con đó má. Trời trời trời, trong bệnh viện cũng có bạn nữa trời. Ở đâu cũng có. Dạ thưa dì, con đưa ảnh vô bệnh viện 6 tháng nay. Đầu tiên chữa lành các vết thương, sau đó thì các bệnh khác. Con định cho dì hay, nhưng mà ảnh không cho. Ảnh định chừng nào lành bệnh rồi mới về cho dì hay đó. Trời ơi, thiệt thằng Sơn nó gặp cô thiệt là có phước vậy đó. Có phước đấy Tám. Cái cô mà hôm bữa đến nhà mình đó Tám, cô bộ nghèo ngang, không có tiền. Cha này, thằng này sao nó vô duyên vô cùng tận. Không có sao đâu dì. Cái cô hôm bữa hổm đó cháu cũng có quen lắm. Nhưng mà cái điều cháu muốn dặn là trong nhà cần giữ kín cho anh Sơn. Vì có kẻ rình theo ám hại. Phòng trước vậy thôi chứ không có gì phải lo ngại. Chỉ ẩn nhẫn vài ngày rồi đâu đó sẽ êm xuôi. Chuyện lành dữ thế nào cô nói rõ cho tôi nghe. Thằng Sơn nó có về gì kịp khổ cho tôi à cô. Cắt cơm chĩa nợ nần mắt nghẹn nuốt không trôi. Nữa hả? Hay là đi đâu ra tranh thù. Bây giờ dù đảng nó đều đuổi theo. Thiệt là khổ cho tôi mà. Có nhà không ở cứ lêu lóng cho lôi thôi. Cháu nói như vậy là phòng trước vậy thôi. Chứ không có chuyện gì quan trọng hết á. Dì yên tâm đi. Nè, anh Sơn. Dạ. Ráng chịu khó nằm yên cho vết thương mau lành ha. Dạ. Rảnh lúc nào cái tôi ghé qua tôi thăm anh lúc đó. Bây dạ. giờ tôi về ha. Cảm ơn chị Lan. Hay là để Tèo lấy xe đạp đèo về cho đỡ hao. Thôi đi. Để tôi đi xích lô đi. Leo lên xe đạp anh hồi rách vào đồ thằng có tiền đền đâu. Cảm ơn cô Lan nhiều lắm. Dạ, cô Lan. Cảm ơn gì, không có gì đâu gì à. Con về nha. Về nha anh Sơn. Về nha anh Tèo. Về bữa nào ghé thăm Tèo nha. Vô duyên nữa, thằng này sao thiệt á. Cái cha này làm gì đâu mà dòm đàn bạn gái ta thì đều rất hai mắt à. Làm ghê hả? Làm ghê Sơn, ai ăn giọng của mày ghê Sơn. Dòm chút làm dữ làm cho mất màu của mày. Biết tao tánh tao nào ăn ăn nào cúng cúng mày làm dữ vậy Sơn. Ơi, tụi bay sao thiệt là mệt quá. Sơn ơi. Dạ. Con nói cho má nghe coi, con đã làm gì? Tại sao con bị thương? Tại sao con phải lánh mặt? Con xin lỗi má. Đáng lý ra con không nên gặp má. Đáng lẽ ra con nên núp ở một bờ bụi nào rồi chết đi cho cái mặt đất này bớt chật. Má ơi, bỏ nhà đi quan, con tưởng mình đủ sức kiên gan để chống chọi với mọi gian nan bất trắc. Mãi đến lúc mặt lỗ cùng đường, con mới biết chỉ có đôi bàn tay mẹ hiền là đôi cánh sắt vàng năng che chở đỡ đần những lúc gian truân. Mái nhà nghe âm khi có bóng mẹ đợi trên sân, cho anh mắt mát rưỡi lòng, cho cái vuốt tóc nhẹ để bâng quân. Con ơi, niềm vui lớn nhất trên đời là mẹ được Sơn cưng. Công cha như núi Thái Sơn mày biết không Sơn? Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra mày biết không Sơn? Bài học lớp vỡ lòng in sâu vào xương máu thịt da nuôi người ta thành nhân chi mày. Vậy mà có kẻ vô ân vô tình vô lý trí nở vò nát tim mẹ để rong chơi cho phì chi riêng mình. Tao nhân danh thằng anh họ trong gia đình mắng mỏ mày đứa con hư vô đạo mặt vàng. Mày đi luôn tuồng để cho mẹ khổ mẹ lo, lúc về nhà lại xanh rối đen phiền buồn. Vì Tám sinh ra mày chắc chiêu thiệt uổng, phải đẻ trứng vịt trứng gà ăn sướng miệng còn hơn. Bữa nay mày tính mày lấn quyền tao đó hả Tèo? Mày lên lớp thằng Sơn đó hả Tèo?
con đâu dám đâu. Nhưng mà thương con kiểu gì con tức quá. Để nó muốn đi đâu về, 6 tháng trời nằm bệnh viện cũng không cho ai hay, không cho ai biết. Nghĩa địa nào cũng kiếm, bãi tha ma nào cũng tìm. Thương con kiểu gì sao con chịu được? Vì không nghe sách có câu thương con phải cho roi cho giọt đó sao? À, bữa nay mày lên lớp tới tao nữa à? Con đâu dám đâu. Nhưng mà cũng phải. Vì biết sanh con ra mà không tạo cho con một chỗ đứng vững vàng là vì có lỗi với con. Dạy con mà để cho con gây phiền lỉ cho xã hội là vì có lỗi với mọi người. Bổn phận làm mẹ của dì quả thật còn nhiều sơ suất. Nhưng nếu không có bệnh viện và những người bạn tốt thì dì đã mất một đứa con. Nhưng Tèo ơi, dì chỉ là một người đàn bà nhà quê thật thà dốt nát. Tự mình đâu thể vua ngọc mài cháu dựng phẩm chất cho con gì. Dì sanh con một là để nuôi dòi tâm đường, hai là để dâng hiến một công dân đắp bầu xã hội, thì xã hội với gia đình đều có trách nhiệm như nhau. Gia đình có giữ được con cái trong dòng sáng thanh cao, mà xã hội cứ rối mù tối đen lầy lội, thì một chút thằng sơn cũng đâm đầu vào tội lỗi. Vì chỉ còn cách ngậm nước mắt câu trời. Binh nữa à, hãy mở miệng đụng với thằng Sơn là gì Binh, đụng thằng Sơn là gì Binh, y như là bê tông cốt sắt tấn công không lọt mà. Má, má ơi, anh Tèo anh nói đúng, con là một đứa con hư không đáng để cho má phải nhọc công bào chưa. Anh Tèo cũng như con mà sao anh ấy không hư và không phí bỏ đi cuộc đời mình. Cuộc sống có mặt đắng mặt đen dạng đạn thiên hình, sao anh ấy biết nhìn phía đẹp phía tươi để nụ cười trên môi luôn luôn rộng mở. Còn con lại cứ nhìn phía một phía tàn dư rồi quỷ hoại đi cái tuổi đôi mươi của mình bằng bê tha lêu lòng, làm nặng gánh thêm cho xã hội vốn đã nặng gánh rong rêu. Má ơi, má rộng lượng bao nhiêu là con tội lớn bấy nhiêu, mái tóc trắng càng nhiều nếp nhăn càng hằn sâu trên trán, là con biết mình đã qua lung lăng phóng đảng để má heo hôn và lo lắng buồn phiền. Con biết nói như vậy là má vui rồi. Không chừng ngày mai tóc má sẽ đen lại, trán má không còn vết nhăn, con sẽ thấy má trẻ hơn 10 tuổi đó. Sơn có khi có chồng khác không chừng nữa. Nói mày không mà mày thiệt á. Mà Sơn nè, con hết bệnh thiệt rồi phải không con? Nhờ mấy chú mấy dì trong bệnh viện, hôm nay con đã thật sự làm người rồi má. Ngon, ngon lắm. Lâu lắm mới nghe chú mày nói một câu nghe được. Được, được. Sơn ơi, má như gốc cây khô được con tưới cho dòng nước ngọt, sung sướng bất chừng nào khi thấy con khỏe mạnh nên người. Nhưng má không nghe con nhắc tới một người. Ai vậy má? Con Trinh đó con. Má ơi, Trinh đã bị xe cán chết rồi má ơi. Hả? Chết rồi hả? Lần đầu tiên má gặp nó, má có linh cảm đời nó ít mai nhiều rủi con. Sao má thương nó quá à? Anh Sơn! Chị Lan! Anh Sơn, tôi đến cho anh hay một tin bất ngờ nè. Tin gì vậy chị Lan? Anh Sơn, anh có nhận ra ai đây không? Hả? Trinh! Má! Trinh! Anh Sơn! Trinh! Anh Tèo! Trinh, em vẫn còn sống thật đây à? Kìa, sao anh hỏi em kỳ vậy? Vậy mà người ta nói em bị xe cán chết rồi. Phải, hôm đó xe cán chết một người, nhưng không phải em, mà chính là thằng Hai Mẹo. Nó rượt đuổi theo em nên nó bị xe cán chết. Em đứng lại nhìn nó quằn quại trên vũng máu,
em vừa sợ lại vừa mừng. Mừng vì trên đời này đã mất đi một thằng khốn nạn. Vậy rồi 6 tháng nay em làm gì, em ở đâu, em đi đâu? Còn đi đâu được nữa. Em đi xóa vỡ chạm bụi đen trên cơ thể. Em đi tìm một bầu trời tráng lệ để mà quên. Một ngày buồn của đời người thôn nữ tên Trinh, chôn sâu quá khứ chìm nổi lên đơn. Sông bắt đầu bằng các giống và niềm tin. Những trang tâm tôi lật qua rồi, em đi trong tiếng hát tiếng cười vang lên từ những con người. Mà sức mạnh tuyết rơi cầm trên tay, mà không hiểu chuyện ngày mai. Mừng con được yên vui, anh chơi vơi như rơi từ cõi mộng. Tận mắt nhìn mà vẫn ngỡ chiêm bao. Tai nạn xảy ra anh đinh ninh trong nghi bụng. Mất em rồi mình vĩnh viễn xa nhau. Trời như cố tình bắt mình phải sống dài lâu, bắt mình phải chịu đựng những nghịch cảnh khổ đau mà trôi luyện thành người hoàn thiện. Nên xe đụng tưởng chết mà em lại không có chết. À, hèn chi thấy bữa nay chị trẻ ra khỏe ra, mặc áo dài thiệt đẹp à. Anh Sơn, em rất vui mừng khi thấy anh đã lành bệnh. Em hy vọng lần gặp gỡ sau mình sẽ gặp lại ngôi nhà ấm cúng của chúng ta, chứ không phải trên vỉa hè hay một xó xỉnh âm u nào khác. Mình tính như vậy, nhưng biết định mệnh có chiều ý mình không? Nếu có quyết tâm thì mình sẽ thắng. Tám ơi, Tám, Tám thấy sao Tám? Cái màu này được rồi đó Tám. Trời ơi, tao mừng lắm mày ơi. Tám ơi, làm đám cưới cho nó quách cho rồi đi Tám. Còn chờ gì nữa? Để còn tới con nữa chứ. Nghẹn ngào trong giây phút bên nhau, nụ cười giờ vừa ngang. Vì dòng đời hương hứng trôi nhanh, dập vui chẳng tiếc thương ai, cuộc tình ta đành chia xa. Kề vai nhau sao thấy xót xa, còn chỉ đâu mong ước ban đầu. Cuộc đời ta đã trót phong ba, đôi tay hằn vết thương đau, vẫn cứ mơ về ngày mai. Tàn phai nét hoa vì đâu, đau thương mấy cho em. Quên đi ngẩn lê sầu thương, trôi qua mau nhục nhằn cay đắng. Vừa qua bao giông tố phong ba, giờ đây ta mãi mãi bên nhau. Mong thời gian hàn gắn đau thương, hận sâu rồi sẽ trôi qua. Ta sống cho ngày mai.
vòng dây oan trái. Nếu vì tình yêu lan có tội gì đâu, sao vương vào sầu đâu. Nàng sống mà tìm